Chào mừng tất cả các anh chị đến với cái buổi chia sẻ về tư duy vào buổi chiều ngày hôm nay ạ. Ok, thì đầu tiên cho phép Du xin gửi lời chào tất cả các anh chị có mặt trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Thì giới thiệu với tất cả các anh chị chúng ta một chút, Du tên đầy đủ Đồng Công Du. Và hiện tại thì đang làm 100% cho cái cơ kinh doanh với Nu Skin. Và cái lý do mà khiến Du quyết định tham gia công việc kinh doanh với Nu Skin này, bởi vì có 3 lý do chính. Nhất, đây là cái cơ hội cho phép Du được phát triển bản thân cách toàn diện nhất và nhanh nhất, tốt nhất. Cái thứ hai đó là đây là một cái cơ có thể cho phép Du được làm chủ một chuỗi các ông chủ khắp mọi nơi trên thế giới. Và cái thứ ba khiến Du quyết tham gia công việc này là bởi vì Du thấy là đây là một cái cơ hội có thể cho phép Du phát triển thị trường trên 53 quốc gia, 54 quốc gia và 64 tỉnh thành. Và rất là vui khi hôm nay tất cả các anh chị chúng ta lại được gặp nhau, đúng không ạ? Và cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức cũng như những cái tư duy mới. Và để cho cái chương trình diễn ra tốt nhất thì đầu tiên bây giờ Du không có yêu cầu nhỏ, đúng không ạ? Tất cả các anh chị ta đứng dậy và làm vài khởi động trước. Ok, sẽ mời trên này khoảng 3 người tự tin về hình thể của mình nhất, được không? Lên trên này được không ạ? 3 người. Không em phải biết nhảy. Ok, đơn giản đúng không? Ok, 2 rồi. Một người nữa. Ai là người? Ok, anh chị cảm thấy khỏe chưa? Ok, thế thì bây giờ tôi giới thiệu trên sân khấu chúng ta là một người thầy ạ. Du thì là cái người mà bắt đầu khi làm công việc kinh doanh với Nu Skin này thì Du cũng là một cái người mà học hỏi thầy rất là nhiều. Thì thầy chia sẻ với Du những tư duy đặc biệt là về con người. Và đây là một trong những cái người Việt Nam đầu tiên phát triển Nu Skin trên trên thế giới ạ. Và hiện tại thì thầy đã xây dựng một đội nhóm là trên 54 trên rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ ạ. Và trong đội nhóm của thầy xây dựng lên là nó có 9 người đặt cái danh hiệu là thành viên triệu đô la các anh chị ạ. Và để cho cái chương trình diễn ra tốt nhất ấy, thì bây giờ các anh chị ta cùng tắt chuông điện thoại hoặc đèn theo dung nhé. Và xin tất cả các anh chị chúng ta được chưa? Ok chưa? Ok, xin tất cả các anh chị ta rằng tranh giá thật lớn cho Team Magic. Bây giờ đó thì để các em làm ơn ai có thể nào tắt cái đèn này được không, để cho nó sáng cái màn hình chút xíu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gì, mình hôm nay là sau giờ trưa đó, thành ra mình rất dễ bị ngủ gục cái gì ha. Bây giờ đó tương đối cái phòng hôm nay mình cũng còn dư chỗ mà vậy nè, thành ra mình đề nghị là nếu được đó, tại vì chút xíu nữa mấy anh chị sẽ viết một vài cái gì đó. Có nhiều khi không biết mấy anh chị sao, chứ còn có nhiều khi mình viết cái gì mà nó riêng tư quá lắm mấy anh chị. Mình có người ngồi sát bên cạnh mình không có cảm thấy hình như ai bò. Thì có thể mình nới lại chút xíu mấy anh chị ạ. Không biết mấy anh chị biết là mỗi người có cái vùng riêng tư mấy anh chị. Người Nhật người ta rất gần, người Mỹ rất xa mấy anh chị. Thành ra ông Nhật có ông Mỹ nói chuyện đó, thì ông Nhật hay đi tới và ông Mỹ cũng hay đi luôn. Thành ra đó là lý do tại sao mình vô thang máy mấy chị em. Có người khác xâm phạm cái vùng của mình chị, thành ra mình không dám nói, không dám nhúng nhích. Thường là chỉ có vợ chồng mới được xâm phạm cái vùng đó thôi. Không biết mấy chị ngồi về con, nếu mà không cảm thấy thoải mái mấy chị có thể ngồi xa xa ra chút để mình dư chỗ sau. Thường thì khi mình ngồi một mình sẽ sáng tạo hơn mấy chị. Thành ra một số mấy chị nên có giấy viết mấy chị ha, nên có giấy có viết. Nếu mấy anh chị dùng phone thì mấy anh chị có thể viết vào, nhưng mà mình nghĩ là mấy anh chị sẽ viết rất nhiều vào hôm nay. Và nếu được thì mấy anh chị tạo cái không gian riêng cho mình không ngại. Nếu mấy anh chị ngồi gì đó, mấy anh chị vác chân lên ghế, cứ làm sao thoải mái thì được mấy anh chị. Nhẹ nhàng. Hôm nay không có ai là thầy, không có ai là trò, không có ai. Mấy anh chị mình học hỏi lẫn nhau mấy anh chị ha. Thành ra trong một cái không khí nó nhẹ nhàng, mấy anh chị làm sao cứ thoải mái là được. Mấy anh chị biết là người ta nói có một cái ngành mấy anh chị nó kêu là accelerated learning, tức là lâu nay cái hình thức giáo dục của nhiều quốc gia nó giống như chiếc xe hơi mà khi mình mua về ai nó cài cái số tay sẵn rồi. Thành ra khi mà mình mua chiếc xe đó, mình về mình nhảy lên đó, xe nó chạy rất chậm, nhưng mà mình tại mình không biết là cái xe nó đã cài thắng tay mấy anh chị. Mình cứ chạy suốt bao nhiêu năm nay, cho tới một ngày nào đó ai nó lên xe nó ủa sao cái thắng tay em cài vậy, bỏ xuống mấy chị. Bây giờ xe của mình cũng chạy rất nhanh. Cái giáo dục của mình cũng tương tự mấy chị. Người Mỹ người ta khám phá ra người Tây phương thì đúng hơn mấy chị. Mình chỉ hấp thu được trong cái trạng thái rất thoải mái. Mấy chị đồng ý không?
khi mà mình nghe một bản nhạc hay là mình thưởng thức một bức tranh nó phải thoải mái. Thành ra những cái lớp học mà nó theo cái phương pháp này ở Mỹ mà gì hả, nó cho con nít muốn đội mũ, muốn vô nhai kẹo xin gương, muốn nằm dưới sàn, muốn làm gì thì làm cái gì, vì chỉ trong cái trạng thái nó thoải mái thì nó mới học được đó. Còn mình là sao, nó chỉ vô vòng tay cái gì hả, nghiêm khắc không được, la không được, cười. Mình nghĩ trong cái khung cảnh đó cái khả năng của mình nó sẽ không phát triển. Thành ra mình rất thích vô những cái lớp nào mà muốn làm gì thì làm, thích những điều đó. Thành ra mình cũng đưa về. Anh em mình tên là Dean, nhưng mà tên Việt Nam là Dũng. Anh chị có thể gọi mình là Dũng hay là Dean, tại vì cái chữ Dũng ở Mỹ nó phát âm không được. Mình quê Quảng Nam, Đà Nẵng, qua Mỹ cũng 40 năm. Và đồng thời mình cũng học về công nghệ thông tin, ra trường là kỹ sư làm cho cái hãng nó có cái hình trái táo. Và cái cuộc đời nó đưa đẩy mình vậy, mình quyết định là mình không bao giờ đi làm cho ai. Kể từ ngày mình thấy ông sếp của mình lương ông làm bao nhiêu và mình ra ngoài mình kinh doanh đó chị, thì có những cái kinh doanh mình làm ra tiền, có những kinh doanh mình không làm ra tiền, mất tiền nếu mà nói là mất tiền, cái đó là bình thường ha. Kinh doanh ở đây có ai kinh doanh riêng không ạ? À? Nãy mình có thấy một vài anh chị kinh doanh riêng rồi đó. À quên nữa, hôm nay ai anh chị nào lần đầu tiên tới đây, anh chị đưa tay cao cao chút, lần đầu tiên tới đây, anh chị tại vì mình cũng muốn rồi, xin chào chào tất cả mấy anh chị tới hôm nay lần đầu tiên. Để mình tiếp tục cái câu chuyện anh chị, để một số mấy anh chị hiểu được cái ý nghĩa của cái mục đích của cái buổi ngày hôm nay. Anh chị mình biết là một số mấy anh chị cũng bỏ công việc để mà tới đây dự, thành ra mình cũng mong là mấy anh chị tận dụng để lấy được cái gì đó mang về, vì có thể nói cái đề tài ngày hôm nay là một trong những cái đề tài rất cộng đồng. Thì trở lại cái câu chuyện anh chị, thì năm 93 đó thì có một cái cơ hội nó đưa đẩy mình tham dự vào một cái công ty về vấn đề tài chính, nó là Network Marketing. Thì mình làm công ty đó, mình thử trong vòng 3 năm anh chị, mình đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhích lên được một chút, giống như một số anh chị làm New Sin thì mình nhích lên được một chút, đi rất xa nhích lên được một chút là Executive, và đứng nguyên nó 3 năm anh chị. Và sau một thời gian 3 năm cho tới một cái lúc mà gì ha, mình đầu hàng, tức là mình nghĩ là mình giỏi, mình rất tự hào là mình là người đi học, cái gì mình cũng học, cái gì mình cũng học, ai có cái gì hay là mình học, và mình tự tin là mình rất giỏi, do đó mình không nghe người khác. Cho tới khi mình đầu hàng, mình bắt đầu lại từ đầu, mình trở thành cái con người đơn giản, thì lúc đó mình đạt được cái sự thành công rất lớn trong công ty trước. Và vì đó là cái công ty đa quốc gia mà gì, thành ra người ta muốn mượn hình ảnh của một cái người Việt Nam để mà răng đe mấy người Mỹ, đó là thấy anh Việt Nam này nó làm được, tại sao mấy ông không làm được. Thành ra mình lại may mắn là gì, công ty nó gửi mình đi học tất cả những cái lớp, mà cái thời đó là cái thập niên của ông Bill Clinton, đó là thập niên của trí tuệ. Cả quốc gia theo cái đề nghị của ông Tổng thống là hãy dồn hết tất cả công sức vào, vì giới khoa học gia hồi đó là gì, người ta tin rằng con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của bộ não, và đặc biệt là nửa não, chứ không phải nguyên một cái bộ não mà vậy. Và cái tiềm năng của con người rất lớn là gì? Đó là cái thời mà Anthony Robbins, rồi cái thời bắt đầu cái NLP ra đời là gì? Cách đây gần 30 năm trước. Và mình đi học, công ty nó gửi cho mình đi học. Có nhiều khi mình không muốn học, nhưng mà nó bắt mình phải đi là gì? Vì nó muốn mình trở lại cái công ty để huấn luyện. Tại vì hồi đó mình làm cái doanh số thì tương đối nó cao, và nó gửi mình đi học vì nó muốn đem cái hình ảnh của một người Việt Nam không sinh ra ở đây nhưng mà vẫn, thậm chí nó còn nói mình là anh nên nói tiếng Anh dở dở chút, tại vì dễ nói hơn, ông này không nói được tiếng Anh ông vẫn làm được anh chị ha. Thành ra đó là cái cơ may của mình anh chị, mình học rất nhiều và mình có cái đam mê ở trong một cái lĩnh vực nó gọi là cái human performance, tức là cái tiềm năng của con người. Và cái đó là cái lĩnh vực, nếu mình nói về cái lĩnh vực chuyên môn của mình là gì, cái đó là cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Thành ra qua đó là gì, mình khám phá ra những cái điều rất thú vị về cái con người. Và hiện ra hiện nay đấy, nếu mà mình bước vào tiệm sách thì thường là mình sẽ đi tìm những cái cuốn sách gì về con người, và mình xem cái gì nó liên quan tới con với lại người là mình học, mình tìm hiểu. Mình không phải là tâm lý gia, một số mấy anh chị nói ảnh đi hình như học về psychology hay là tâm lý gia, không phải là gì, mình không bao giờ, mình chưa bao giờ mình mơ là mình trở thành nhà tâm lý gia. Mình
chỉ mong là mình hiểu mình thôi, mình hiểu chưa xong, mình không muốn hiểu người khác. Thành ra hôm nay mấy anh chị, cái đề tài mà mình muốn chia sẻ với mấy anh chị đó là làm sao để kiến tạo một cái năm rực rỡ nhất. Có thể từ hồi nào tới giờ mấy anh chị cũng chưa bao giờ có cái ý tưởng là năm 2016 sẽ là năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình. Mấy anh chị có bao giờ nghĩ có ý tưởng đó chưa? Hình như cũng chưa mấy anh chị. Vậy cũng có thể quỷ. Nhưng mà phần lớn mấy anh chị ha, thì năm 2016 nó cũng giống như năm 2015 thôi. Hay là năm này nó cũng giống như năm ngoái, hay 10 năm trước thì nó cũng vậy đó ha. Mấy năm bước vào năm mới hoàn toàn mấy anh chị, nhiều khi với cái tâm trạng mà còn tệ hơn là tại vì mình già đi hơn tuổi. Và hoàn toàn mình không có ý tưởng là tại sao mình không kiến tạo một cái năm có thể nói là rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình. Mình hỏi rất nhiều người và ít ai có cái ý nghĩa đó là gì. Thành ra hôm nay đấy, mình chỉ mong một số mấy anh chị ra về vào lúc 5 giờ anh chị, với một cái ý tưởng đó là mấy anh chị quyết định ít nhất là có, nó phải bắt đầu từ một cái sự quyết định mấy anh chị, mình phải làm cái gì đó cho cuộc đời của mình. Và cái thứ hai mấy anh chị, mình nghĩ cái này là nghĩa một sự thiếu vắng rất lớn, là hầu như mình không biết mình muốn gì, đặc biệt là trong năm 2016. Thế đừng có nói coi trong cuộc đời của mình. Thành ra mình có một cái chương trình gọi là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng đó, vào lúc 9 giờ tối chủ nhật giờ Việt Nam anh chị ha, cứ 21 giờ tối chủ nhật giờ Việt Nam mình sẽ đưa cái đường link anh chị vào đó và anh chị xem. Tại vì mình làm cái chương trình không cả năm nay cho người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới. Vì mình tin là gì? Là mình là người thiết kế ra cái tương lai của mình. Và đồng thời cái cuộc đời của mình phải chịu trách nhiệm. Mình lớn lên, quay giới thiệu mấy chị, năm nay mình cũng 59 tuổi, gần 60 rồi. Mình tin rằng người Việt Nam mình ít nhiều hay gì, mình cũng vẫn có cái sự tin tưởng là con người có số. Đúng không anh chị? Mấy chị, mấy chị tin chưa đó. Ôi chào, mình có những cái buổi, mình nhớ có một lần mình qua bên Na Uy mấy chị ha. Mình ngồi mình nói chuyện và tự nhiên cái câu chuyện nó đưa lại tới một cái cuộc đấu khẩu đó là anh hùng tạo thời thế hay thời thế tạo anh hùng. Mình ít khi mình nhào có mấy cái vụ đó mấy chị ha. Mình tránh khỏi bên mình ngồi mình làm gì đó mấy chị. Nhưng mà hai người này nhào vào và khẩu chiến với nhau. Một người đó là tin là anh hùng tạo ra thời thế, còn người kia không anh chị, thời thế nó tạo ra anh hùng. Và hai bên nói chuyện với nhau sao sao anh chị. Mấy chị nghĩ sao về câu đó anh chị? Dĩ nhiên mình không, bữa nay mình không tranh cãi về vấn đề đó anh chị ha. Nó tùy quan điểm của mỗi người, nhưng mà cái câu đó nó là cả một cái đề tài anh chị. Là tại vì sao có nhiều người ta chấp nhận cái số phận của mình. Mình có câu gì, con nhà chùa quét lá đa là cái gì đó anh chị? Con mua thì lại làm vua. Là tại vì mình chấp nhận cái để mình chấp nhận cái số phận của mình. Mình không tin gì đó. Thì trong suốt cuộc đời của mình chứng kiến rất nhiều người đó. Hoặc là người ta vượt qua cái số phận. Anh chị tin gì đó? Chắc chắn mình, chắc chắn. Mình muốn mấy anh chị hôm nay khẳng định một điều anh chị. Tương lai là do mình định đoạt. Mình kiến tạo cái tương lai. Nhưng mà ít nhất trước khi mình kiến tạo anh chị, cũng giống như cái nhà này mấy anh chị ha. Hồi trước nó là bãi đất trống, bây giờ nó tạo nên một cái tòa nhà này. Thì đầu tiên nó bắt đầu từ đâu mấy chị? Không, nó đầu là từ một cái ý tưởng của ai đó. À, mình phải xây cái tòa nhà này. Rồi sau đó là làm sao anh? Sau đó mình phải nói với lại ông kiến trúc sư. Ông kiến trúc sư, giờ xin lỗi anh tên gì hả? Anh Hiếu. Dạ, kiến trúc sư sẽ nói anh Hiếu à. Bây giờ anh muốn xây cái tòa này, nhà này như thế nào? Thì lúc đó anh Hiếu phải biết rất rõ. Tại vì anh Hiếu không thể nào nói tôi muốn mua, tôi muốn xây cái gì đó mà sao không được, anh xây rất là vẽ sao không được. Nghe có được không anh chị? Không. Anh phải biết rất rõ đúng không anh Hiếu? Anh phải biết rất rõ anh muốn cái gì. Ở đây có ai xây nhà và mướn kiến trúc sư chưa? Dạ. Ủa cha, người ta hỏi á, người ta đủ thứ câu phải không anh? Nhưng mà phần lớn này, cái vấn đề đây là mình không biết mình muốn gì. Cái phòng khách nó ra làm sao, cái nhà của tắm nó ra làm sao, hay là cái phòng này bao lớn, phần lớn mình không rõ cái ý định mấy chị. Và cái đó là cái vấn đề rất lớn. Mình nói là cái nhà mấy chị ha, thường thì ít nhiều mình biết. Mình đừng nói cái nhà như cho sâu xa. Anh tên gì? Luôn xây cái chuồng gà đi.
Bây giờ có cái ý tưởng xây cái chuồng gà ha. Bây giờ mình chạy ra ngoài chỗ cái cửa hàng nó bán đồ rồi mình mua những cái vật liệu gì đó về đóng cái chuồng gà. Nhưng mà trước khi ra mua cái vật liệu đó luôn làm gì? À, phải biết ít nhất phải phát thảo ra mua vẽ cái gì mới vậy, cái chuồng gà nó ra làm sao, chuồng ngang chuồng dọc rồi lưới hay là kiếm. Ủa, có gà ở nhà kiếm không anh? Biết đâu được. Ít nhất phải có cái ý tưởng là hồi đó mình mới ra mình mua những cái vật liệu xây dựng về mình xây. Mình xin hỏi mấy chị, chuồng gà mình vẽ rất kỹ trước khi mình tạo, nhưng mà cuộc đời của mình có quan trọng hơn cái chuồng gà không? Nhưng mà hầu như hoàn toàn không bao giờ mình thiết kế. Mình muốn hỏi một số mình chị đây, ngay cả cái ý định mình chỉ muốn sống tới năm bao nhiêu tuổi mình, cái đó tùy quyết định của mình. Một ngày đẹp trời mình ngồi ăn sáng với hai đứa con gái mình mới vậy ha, mình nhìn hai đứa con gái xinh đẹp của mình và tự nhiên mình chị mình quyết định là mình phải sống tới 102. Tại vì mình muốn nhìn mấy đứa này năm 90 tuổi nó ra làm sao. Và khi mình quyết định mình sống đến 120 mấy chị, mình vào mình thiết kế ngay cả cái tên miền là Nguyễn Phi Dũng 120, rồi mình mở câu lạc bộ 120, mình mua hết mấy cái tên miền. Bây giờ mấy chị về mấy chị tìm có nữa đâu, mình mua hết mấy. À, và mình có ý định là mình sống tới 120 thì bắt đầu mình nghiên cứu về vấn đề dinh dưỡng, mình xem qua thử là mình phải ăn cái gì, uống cái gì mấy chị. Mình coi hết website nó liên quan làm sao để sống lâu mấy chị. Và ngay sau đó có người nói mình về Nu Skin và mình chụp ngay. Cái câu chuyện đó mình ít khi mình kể với người khác, nhưng mà mình có ý định đi tìm. Thành ra trước hết nó phải tới từ cái quyết định đó vậy, ý định rất rõ mình sống tới bao lâu. Hay là một số mấy anh chị đang có thể là 30, 40 luôn, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm? 27. Có gia đình chưa? Chừng nào có gia đình? Khoảng 3 năm là lúc đó bao nhiêu? 35 tuổi nó lấy gia đình. Tại sao 35? Nghĩ là tầm đấy. Có bạn gái chưa? Có rồi. Có rồi à? Bạn gái chờ tới mấy chục năm rồi hả? Chuyện này hơi lạ. Cầm nhưng mà ít nhất có ý định đúng không? Ít nhất có ý định là 35 tuổi. Có nhiều người chừng nào có gia đình giờ chưa biết. Có bạn gái chưa? Dạ chưa. Thì cũng là cái ý định mà chị, tức là có ý định là không có ý định. Có ý định là không cần biết. Ý mình ở đây mấy chị nè, thường thì mình không biết rõ cái tương lai của mình, mình không có định đoạt mấy chị. Mình có cái câu gì, bèo dạt mây trôi trong nhờ đục chịu, 12 bến nước, thân trai 12 bến nước, thân trong nhờ đục chịu. Ha, nó tới đâu cũng được. Và cái đó là cái rất nguy hiểm. Và tại vì nếu mình không thiết kế cuộc đời của cho mình thì người khác sẽ thiết kế gì? Thường là thằng bạn mình, hay là ông sếp mình. Và người sếp thường thường là những người mình ghét. Những người đó thiết kế dùm cuộc đời của mình. Thật ra hôm nay mấy anh chị, mình chỉ đưa cho mấy anh chị cái ý tưởng thôi. Thường là cái lớp này mấy anh chị ha, mình làm khoảng chừng 3 ngày 2 đêm. Mình lựa một cái nơi thiệt là đẹp. Thì trước đó là mình mướn nguyên một chiếc du thuyền 4 sao, 5 sao gì đó của ở Vịnh Hạ Long anh chị. Mình bỏ khoảng chừng mấy chục anh em chị về đó anh nha. 46 anh em lên trên đó, đi ra lựa một cái hòn đảo hoang vắng không có du khách mấy anh chị. Chỉ có khỉ thôi. Và thậm chí tìm khỉ cũng ra luôn. Thảm anh em ở đó mà chị, 3 ngày 2 đêm mà chị thiết kế cuộc đời của mình. Nếu thiết kế xong cho về, còn không là cho ở lại luôn làm chúa đảo. Và anh em mình có 3 ngày 2 đêm tuyệt vời. Tại vì chưa bao giờ leo lên một cái mỏm đá ở Vịnh Hạ Long mà chị ha. Rồi ngồi nhìn ở đó và ngồi vẽ lại cái cuộc đời. Tại vì những nơi đó không có sóng, không có internet, không có điện thoại. Và may quá 3 ngày 2 đêm đó mình sống. Mình cứ tưởng là không có điện thoại mình không sống nổi. Nhưng mà may quá, mình vẫn sống sót. Thì hôm nay mình cũng có cái thời gian đó mình làm dài với mấy anh chị đó. Tại vì sao? Một số mấy anh chị đang làm Nu Skin, một số mấy anh chị đang có ngành nghề gì khác mấy anh chị. Đó là những cái phương tiện. Mấy anh chị đồng ý không? Đó là những cái phương tiện mấy anh chị.
Cái quan trọng là mình muốn làm gì với cuộc đời của mình. Có nhiều khi mấy anh chị muốn cái phương tiện là cái xe mấy gì á, mình muốn mua xe, mình muốn mua xe mới, mình muốn mua xe chạy nhanh. Cái vấn đề mấy anh chị là mấy anh chị đi đâu với chiếc xe? Ai cũng muốn mua xe mấy anh chị, ai cũng muốn cái phương tiện mình nó nhanh nhất. Nhưng mà nhanh nhất để làm gì mấy anh chị hả? Hay là để đi đâu mấy anh chị? Thành ra có nhiều người làm như khi mấy anh chị làm bất cứ ngành nghề gì đó, mấy anh chị loay hoay, mấy anh chị không thành công được. Cái đơn giản mấy anh chị, mấy anh chị không biết làm gì với nó. Cái lý do tại sao mấy chị chọn phương tiện này, mấy chị ngay cả có thể một số mấy chị vẫn không biết. Hay là cái ngành nghề gì đó mấy anh chị đang làm. Mình xin hỏi mấy anh chị, mỗi buổi sáng thức dậy, phần lớn cái tâm trạng của những người đi làm là sao mấy anh chị? Ô, em yêu cái chỗ em làm, em chỉ mong là tại sao nó tới giờ, sao nó lâu quá, chờ hoài mấy anh chị, mong là tới giờ đi làm. Có ai mấy anh chị? Ít. Nếu vậy thì cái tâm trạng là sao mấy chị? Mình vẫn không muốn đi làm. Hình như cái phương tiện đó không phải là cái phương tiện của mình. Hình như không phải mình mấy chị. Nhưng mà vì cơm áo gạo thì mình phải làm. Và mình nghĩ là cuộc đời này quá ngắn để làm những cái chuyện mà mình phải làm mấy chị. Vì mình làm chủ cuộc đời của mình. Ít nhất là mình muốn biết rõ mình muốn gì mấy chị. Thành công là đạt được những gì mình muốn. Sở dĩ mình loay hoay, mình không nghĩ là mình thành công vì mình chẳng biết mình muốn gì. Thì làm sao mình đạt được cái mà mình không biết. Thế vậy ha. Thành ra hôm nay thì chút xíu nữa thì mình cũng sẽ có một vài cái để mấy anh chị có thể biết mình muốn gì mình. Thành ra trước khi mà đi vào chi tiết chút xíu đó, thì cá nhân mình không phải là mình là người thành công nhiều mấy anh chị. Nhưng mà có thể nói với mấy anh chị là mình tương đối đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn. Mình may mắn là trong cuộc đời của mình gặp được rất nhiều người mà mình phải gọi là thầy. Cũng giống như ngày hôm qua, mấy ngày vừa rồi có một số mấy em trẻ, cháu trẻ lại gặp mình. Dạ, cháu đang là 25 tuổi, cháu có cái kinh doanh như này, bây giờ cháu phải làm gì? Mình chỉ nói là nếu cháu dưới 30 tuổi, cháu phải lựa một người và phải học. Lựa một người rất giỏi và học được người đó, cho tới khi cháu 30 tuổi. Chứ đừng có thắc mắc là bây giờ phải làm nhiều tiền mấy chị nha. 20 mấy tuổi chưa làm nhiều tiền được mấy chị. Đừng có mong ngồi đó làm nhiều tiền mấy chị, bị mấy chị sẽ bị mất nha. 20 tuổi là dưới 30 tuổi nên làm mắc nhiều lỗi, làm càng nhiều càng tốt mấy chị. Nhưng mà đương nhiên bên cạnh đó mấy chị phải lựa một cái người rất giỏi và để học. Cái câu chuyện gần đây mấy chị biết là Mã Vân của Alibaba hay là tất cả những người giỏi, người ta may mắn trong cái thời người ta 20 mấy tuổi người ta có một vài người thầy và người ta học đến năm 30 tuổi mình bắt đầu lập cái cuộc đời mấy chị. Cái 20 mấy tuổi đừng có mong làm giàu, nên thu thập những cái kiến thức, tích lũy những cái kinh nghiệm và đặc biệt là gì, đừng có sợ phải mắc lỗi sai lầm càng nhiều càng tốt. Là gì, người thành công là nhiều người là người mắc nhiều sai lầm, chứ không phải là người thành công là người không mắc sai lầm hay gì nhá. Thành ra những cái điều đó là những cái điều mà nếu mà mấy cháu ở đây dưới 30 tuổi nên đi tìm một cái người nào đó. Mình nghĩ là ở Việt Nam này cũng thiếu rất nhiều người giỏi. Mấy chị nên học, mấy chị mình may mắn mình học được rất nhiều người, không phải một người mấy chị, khá nhiều người. Thành ra một trong những cái người đó, mình không nói tên thôi, nhưng mà đều một vài cái nguyên tắc ở trong đời mấy chị. Cái đèn này tắt, cắm cái slide cho nó không lên nè. Rồi mình đưa cái hình này, may quá mình che cái dưới. 2 tuần nữa mình sẽ, mình chưa bao giờ thấy cái tượng này mấy chị biết cái tượng này là tượng David của Michelangelo. 2 tuần nữa thì mình qua Ý, và một trong những cái giấc mơ của mình lâu nay mấy chị, có một cái danh sách cả vài trăm cái công việc mình cần phải làm, mình nói muốn đi cái bức tượng David Angelo ở Rome. Thì đây là cái bức tượng của ông Michelangelo mấy chị ha. Để chút xíu mình sẽ nói về cái này. Bây giờ thì hơi sớm. Bây giờ mình trở lại nhé. Mình có thể nói với mấy anh chị ở đây thì cũng có thể có, nếu có thể có một số mấy anh chị ở đây tuổi tương đối là cũng ngoài 40-50. Thành ra chắc mấy anh chị cũng đồng ý với mình đó là nguyên tắc mấy anh chị. Khi mà nói về nguyên tắc để thành công trong đời, nó chỉ có vỏn vẹn khoảng chừng nửa tá. Nửa tá là mấy anh chị? Nửa tá là sao?
nó khoảng chừng nửa ba, nó không có nhiều. Những cái nguyên tắc đó là gì? Khi mà đã nói nguyên tắc nó không có thay đổi là gì nhá. Nguyên tắc cái cách hành xử có thể nó khác, có thể mấy anh chị nắm được những cái nguyên tắc đó thì mấy anh chị ứng dụng vào trong cái đời sống gia đình, vợ chồng, mấy anh chị có thể ứng dụng vào trong cái kinh doanh, mấy anh chị có thể ứng dụng vào trong cái vấn đề sức khỏe. Nếu mà chị nắm được những cái nguyên tắc đó. Mình đã từng nói chuyện với lại một cái nhà khoa học gia người Việt Nam anh chị. Ông ta là người vẽ ra cái quỹ đạo cho những cái phi thuyền của Mỹ lên cung ta. Và khi nói chuyện với anh ta thì anh ta cũng nói tương tự. Cái việc tôi làm, mình ca ngợi cái việc anh ta làm ấy, tại sao một cái quỹ đạo máy bay, cái phi thuyền mà nó phóng lên, nó tại sao mà nó hạ xuống mặt trăng ngay cái điểm nó được làm sao? Đó, thì tôi chỉ có một vài cái nguyên tắc, khoảng chừng 5-6 cái nguyên tắc. Mình gặp những người thành công ấy, thì mình luôn luôn tìm hỏi, tìm tòi hỏi người ta là cái nguyên tắc nào giúp cho thành công, thì người ta kể cho mình khoảng chừng 5-6 cái nguyên tắc này. Cái vấn đề là nguyên tắc đó là gì mà chị ha? Mình mong một số anh chị nó sẽ nắm được lắm. Hôm nay mình sẽ không nói nhiều về cái điều gì để giúp cho mấy anh chị làm giàu, nhưng mà mình tin rằng cái sự ứng dụng của một số cái nguyên tắc mà mấy anh chị hiểu được của hôm nay nó sẽ giúp cho mấy anh chị đạt được rất nhiều cái. Vì có thể một số anh chị ở đây, cái chuyện mà làm giàu nó chỉ là một phần thôi mấy anh chị. Vì bên ngoài, bên cạnh cái đồng tiền nó còn nhiều thứ khác mà mình có thể nói mấy anh chị nó quan trọng hơn cái đồng tiền. Và thường thì mình quá thường, mình đang sống trong cái thời đại mà đo lường bằng cái đồng tiền, đo lường bằng tài khoản mình có bao nhiêu, xe mình đi hiệu gì, nhà mình ở đâu, thì mình nghĩ cái đó nó không phải là cái thước đo. Thành ra nói như vậy để cho một số mấy anh chị thấy là nó có còn nhiều cái giá trị khác mà chị ha. Thành ra hôm nay cái đề tài mấy anh chị một năm rực rỡ nhất từ trước tới giờ này, thì theo mấy anh chị mình hỏi sơ thôi nha, theo mấy anh chị là để có được một năm rực rỡ nhất từ trước tới nay đó, mình phải làm gì? Đấy, mình có một số phần thưởng ở đây, nếu mà có ai trả lời vui mấy chị ha, mình có một cái bình ha, có đồ chơi trong này mấy chị. Mình muốn mấy anh chị bắt đầu mấy chị nè, bắt đầu bằng cái cuối cùng, luôn luôn thực tập mấy chị, luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Tức là 5 giờ chiều mình bước ra đây, mấy anh chị muốn cái gì? Tại vì nếu anh chị muốn cái gì thì mấy anh chị sẽ gặp. Còn nếu mình vào đó mình nghe cho vui thì chắc chắn mấy anh chị sẽ không gặp được gì, chỉ mất thời gian. Tại vì mình không hát hay như Đàm Vĩnh Hưng. Thành ra trước hết là gì ha, mấy anh chị nhận được cái thơ mời, thì cái đề tài hôm nay nó quanh quẩn trong cái vấn đề là làm sao để kiếm tạm một cái năm rực rỡ nhé. Thành ra em muốn gì chiều nay bước ra khỏi phòng, muốn gì? Em muốn là biết cái gì? Chia sẻ, biết được chia sẻ về cái GTO Mustang. À quên, tức là để một cái năm, tức là kiến tạo một cái năm để rực rỡ nhất cho mình. Cô này là chữ white span hồi nhiên nằm đâu đi sáng. Ai nè muốn gì? Anh rồi ai nữa? Ủa ít nhất là mình muốn cái gì đó mới nhỉ? Rồi à, đây là anh. Em có cái niềm tin là thực sự em có thể làm được. Cái niềm tự tin vào bản thân mình. Ủa cái nhìn cái mặt này tự tin lắm mà sao kỳ vậy nè? Một trong những cái yếu điểm lớn nhất của con người mình là mình không tự tin vào bản thân. Lý do tại sao tự tin hả? Lý do tức là nó vẫn có những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu mình, mình vẫn nhìn thấy. Có thể từ nhỏ tới lớn mình chưa đạt được cái gì, hay là phần lớn mình bị lập trình. Có thể lập trình bởi gia đình, bởi văn hóa, bởi tôn giáo, bởi xã hội, bởi báo chí, bởi mấy bạn mình.
ai nữa. Mấy anh chị muốn gì trong cái buổi hôm nay? Mình có thể nói với mấy anh chị nha, mình nói gì thì nói với anh chị, nhưng bảo đảm anh chị nếu mấy anh chị muốn gì thì mấy anh chị sẽ đạt được cái đó, sẽ đạt được cái đó, sẽ thấy được cái đó, sẽ mang được cái đó về. Chứ còn thành ra mình đây là cái thói quen mấy anh chị ha, luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Đi chơi đâu với ai đó cũng biết cái mục tiêu. Thành ra nếu luôn mình đang nhớ cái tên là gì, luôn có cô bạn gái dẫn cô để bạn gái đi ăn đó, thì phải biết rõ mục tiêu của buổi đó là cái gì nha. Đúng không? Hay là tới nhà ai đó thì biết là mục tiêu tới thăm đó là cái gì. Tức là mục tiêu đây là gì, mình chỉ kết quả mà mình muốn có được cái cuối cùng đó. Còn chứ còn không thì nó sẽ không có kết quả gì mấy. Mấy chị đi gặp khách hàng cũng vậy, phải biết ngay là cái kết quả nó ra làm sao. Mình nói thật với mấy chị hồi nãy đó là mình đi ra ngoài, trước khi mình nói chuyện ở bất cứ chỗ nào mình có khoảng chừng 5 phút để mình mường tượng đến là 5 giờ và mình bắt đầu bằng cái cuối cùng. Cái đó là cái thói quen luôn luôn bắt đầu cái cuối cùng. Thật ra khi đi học mình muốn gì trong buổi đó thì mấy anh chị sẽ gặp mấy chị ha. Mấy chị nghe cái secret, tức là cái gì thu gì đó, cái định luật hấp dẫn. Hấp dẫn mấy chị, định luật hấp dẫn là gì mấy chị ha? Nó đâu có gì đó mấy chị. Khi mà mình có được cái ý định đó thì mình sẽ gặp mấy chị ta, tại vì mình gặp hàng ngày. Cũng giống như một số mấy anh chị thích chiếc xe BMW màu trắng, nếu mà mấy anh chị không có ý định thích chiếc xe đó thì cái xe nó chạy hàng ngày trước mặt mình không thấy mấy chị. Nhưng mà kể từ lúc mà mình biết được là mình thích chiếc xe BMW màu trắng thì mấy anh chị đi ngoài đường nó chạy ngang qua cái mình thấy ngay. Chứ bình thường mình thấy không thấy. Nói thật với mấy anh chị, mình tìm vợ cũng tương tự. Mình biết mình tìm á. Và mình phải tự hỏi ngay là nếu mà mình muốn gặp được cái người mà mình muốn có mà vậy thì mình phải làm sao để thu hút người đó. Vì khi mà mình vẽ ra một cái hình ảnh người vợ mà mình muốn có mà vậy, mình nhìn lại thân mình thì mình nghĩ là vô phương. Và từ đó mà chị mình tập trung vào thay đổi bản thân mình. Thì khi mình gặp người vợ mình nó y chang như vậy. Tại vì mình biết rõ mình đi tìm ai. Hello. Thấy một vài cái như vậy là mình hơi dài dòng chút thôi, mình tại vì mình muốn mấy chị chuẩn bị cái tâm thế một chút xíu. Mình muốn mấy chị tới đây chiều hôm nay đó, mấy chị vẫn có một số định kiến này. Thế nên mình muốn mấy chị cởi trói những cái định kiến, những cái suy nghĩ đó, cũng giống như nó là mình sẽ không bao giờ mình làm được. Thêm một cái nữa mấy chị. Một trong những cái câu nói của ông Jim Rohn, một số mấy chị biết đến Jim Rohn đó vậy em. Ông đang có mấy cuốn sách rất hay, mấy chị mình đề nghị với mấy chị bất cứ chữ nào của ông ta đừng có bỏ qua. Mình không bỏ sót bất cứ chữ nào mà thậm chí mình nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Thậm chí có người mà nhảy lên xe mình thì nói anh đi mà mới tắt dịch. Và tại vì năm ngoái em đi xe em cũng nghe nó, bây giờ năm nay cũng nghe nó, mấy chị mình chỉ nghe một người thôi. Mình chỉ nghe hai người thôi, Jim Rohn với là Ron Sam. Mình học rất nhiều người mấy chị, nhưng mà có hai người mình nghe thường xuyên. Và cái câu nói của anh ta cách đây cũng gần 20 mấy năm trước mà vậy. Ở cái tuổi trẻ đó, mình luôn luôn mình muốn có thêm, mình muốn mình làm nhiều tiền hơn, mình muốn mình đạt những cái vị trí cao hơn mà vậy ha. Thì cái câu nói của ông ta là nếu anh muốn có nhiều hơn thì tự nhiên trong đầu mình nảy ra cái chữ ngay, mình làm nhiều hơn. Đúng không anh chị? Ủa nếu mình muốn có nhiều hơn có nghĩa là mình phải làm nhiều hơn anh chị. Nhưng mà cái câu của anh ta nói ra là mình chưa hưởng anh chị ha. Nếu mấy anh, các anh muốn có nhiều hơn thì trở thành con người tốt hơn. Rồi mình nghe mình hoảng hồn. Mà nói cái câu này là nhắc thêm một lần nữa. Nếu các anh muốn có hơn, muốn có nhiều tiền hơn, muốn có đời sống sung túc hơn, muốn sống khỏe hơn thì các anh hãy trở thành con người tốt hơn. Và cái câu đó nó thay đổi cuộc đời. Là tại vì mình làm đồ tắt mặt tối, mình làm 6 ngày mình nghĩ chưa đủ, mình làm 7 ngày. Vì mình nghĩ là muốn có hơn thì mình phải làm nhiều hơn. Và mình quên mất rằng mình phải thay đổi. Mình phải thay đổi thành cái con người tốt hơn. Và kể từ đó mình dành hết thời gian của mình. Mỗi lần cái lợi tức của mình thường thường mấy chị á, người ta trích 10% hay thường thường thì mình trích 20%. Đầu tư vào bản thân mình.
mình cũng có bỏ một chút vào địa ốc, rồi vào bất động sản, vào stock. Nhưng mà phần lớn này, mình đầu tư vào bản thân mình, vì cái đầu tư mà mang lại lãi nhiều nhất này, là đầu tư vào chính bản thân. Mình ghi danh những cái lớp học, cũng giống như một số mấy chị chiều hôm nay cũng vậy. Đây là một hình thức mấy anh chị đầu tư vào vấn đề kia. Mấy anh chị muốn có nhiều hơn thì hãy trở thành nhiều bằng những cái lớp học mấy chị. Mình cứ 3 tháng một lần. Cái lý do mà mình muốn chỉ cho mấy anh chị cái hình này mấy chị, mình bỏ 25.000 đô ra một cái lớp học để mình học được cái hình ông trần truồng này. Mà chỉ cái hình mà mình chưa thấy không? Tháng tới mới thấy. Robin Sharma có một cái lớp này chị, và lần đầu tiên thì ông Robin Sharma là coach này vậy ha. Coach mình cũng là 8 năm này, 7 năm này. Nhưng mà mình có cái lạ đó là ông ta tuyên bố là ông ta có một cái lớp huấn luyện chỉ trong cái cuối tuần ở Toronto, Canada mấy chị, và cái lớp học ra 25.000. Mình thắc mắc ra là tại sao mình chưa bao giờ học cái lớp nào mà 25.000 đô một weekend mấy chị, một cái cuối tuần này. Và mình tò mò là tại sao cái lớp này nó đắt quá vậy. Không phải đắt mấy chị, chắc là nó có cái gì đó đặc biệt mấy chị. Và mình ghi danh tức là nửa tỷ đó mấy chị, 500 triệu đồng tiền Việt Nam chỉ một cái khóa học đó, là chưa kể tiền máy bay bay qua Canada, tiền khách sạn mấy chị. Và trong 3 ngày 2 đêm đó, mình học được về cái bức tranh này mình. Và chỉ trong vòng khoảng chừng vài tiếng đầu thôi, thì mình text về cho bà xã mình là, và mình nói là anh lời to đấy. Thì bà xã mình nói là 25.000 đô một cái lớp, chưa bao giờ thấy, mình không biết bà xã học về những gì. Nhưng mà chỉ vài tiếng đầu mình, gửi text về cho bà xã mình và nói là anh đã lời, chỉ vài tiếng đồng hồ mình đã lời hơn 25.000 đô. Là tại vì cái hình này mấy chị nè, nó là một cái bức tượng nổi tiếng. Có anh chị nào chưa biết cái hình này không ạ? Có thể mấy chị thấy thôi mấy chị ha. Bức tranh nổi tiếng mấy chị, đây là một cái tác phẩm hội, tác phẩm điêu khắc mấy chị, của một cái người gọi là Michelangelo vào thế kỷ 16, là một người nổi tiếng cả thế giới mấy chị, một cái thiên tài về hội họa, một thiên tài về điêu khắc mấy chị. Người ta làm cái Sistine Chapel, một cái nhà thờ lớn mà trên cái nóc mà người ta vẽ lên đó mấy chị tự thấy. Đó là một cái kiệt tác của cả thế giới, kiệt tác của nhân loại. Cái điều đáng nói ở đây nó vậy nè, và cái tượng này nó tới từ một cái tảng đá, kêu là cái marble nó vậy ha, cái tảng đá này. Và cái tảng đá nó không có ai muốn nó. Những người điêu khắc người ta nhìn tảng đá, người ta lúc đầu người ta bỏ, người ta không ta để luôn. Tại vì điêu khắc khắc tượng người ta phải lựa cái đá mà vậy ha, tại vì lựa cái đá nó thích hợp cái vân lưỡi coi làm sao đó, và người ta lựa riêng cái tảng đá mà từ cái bức tượng này ra không ai để ý lắm. Và khi mà ta khắc lên được cái bức tượng này, và bức tượng này trở thành một cái hiện tượng nổi tiếng trên thế giới, thì mọi người đều hỏi là tại sao từ một cái tảng đá không ai muốn mà anh có thể làm ra được một cái tác phẩm như vậy. Thì ông Michelangelo nói một câu này, mình chỉ để ý câu này: khi tôi nhìn vào trong tảng đá đó, tôi không thấy cái tảng đá. Khi tôi nhìn vào trong tảng đá đó, tôi đã thấy cái tác phẩm của tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy ra những cái gì nó không phải là tác phẩm của tôi. Cái đó nó có ý gì mà nhỉ? Ai nói được? Ý rất sâu sắc mà nhỉ? Tôi nhìn vào trong tảng đá đó, tôi đã thấy rất rõ cái tác phẩm mà tôi muốn tạo ra. Tôi chỉ đơn giản lấy ra cái gì nó không nằm trong tác phẩm tôi ra thôi. Hiểu? Của tác giả muốn lấy hết cái phần thừa đi và bỏ những cái phần không trọng tâm liên quan đến tác phẩm, thì họ sẽ được cái tác phẩm trọn vẹn. Bỏ bớt. Ok, nói rõ chút xíu này nhá. Tập trung vào cái kết quả. Tức là trước hết mình phải thấy rõ nó. Tại vì sao mấy chị, mình lấy cái tảng đá về mình khắc cái tượng tề thiên đại thất. Đồng khỉ mình nhá. Rồi mình khắc cái tượng nó mẻ cống. Cái chết ngồi rồi, khỉ này cũng không xong rồi. Bây giờ phải thành con rồng. Rồng khắc, đuổi con rồng. Khắc đục đẻ không sao đó, cái gì nó mẻ miếng mà chị ha. Con rồng xong rồi, ô, cái đuôi này gà được nè. Bây giờ mình biến cái này thành gà. Và mình cứ đuổi hết con này qua con kia. Và cái đó là cách mình leo lắng cuộc đời của mình. Ô, mình nghĩ cái nghề này là nghề của mình, thôi làm cũng được, kiếm tiền là tạm, nhưng mà làm thời gian không được, mình nhảy qua cái khác. Và cứ như vậy. Vì sao mấy chị, mình không thấy rõ cái kết quả sau cùng, cái mình muốn mà cái kết quả cái mình muốn. Thành ra trong cái ý đó mấy chị,
Thứ nhất mình phải biết rõ mình muốn gì, và cái thứ hai là gì, mình nói không với tất cả những cái gì nó không giúp cho mình đạt được cái kết quả. 25.000 đô mình trả cho cái lớp học đó, mình học rất nhiều, nó chỉ gom vào hai chữ bộ và vật. Ôi cha, 2-3 ngày 2 đêm anh chị, mình kề cận với lại khoảng chừng 200 mấy người, toàn là CEO của những công ty lớn cả thế giới đổ về, 40 mấy quốc gia anh chị, trong đó có những cầu thủ nổi tiếng của bóng rổ của Mỹ, là cái đội Lakers của Los Angeles, toàn là những CEO của những công ty nổi tiếng mà vậy. Mình cũng hãnh diện là mình ngồi chung bàn với lại một số nha. Và trong suốt 3 ngày 2 đêm chỉ học về cái cách bộ và vật. Vì mình học được rất nhiều của những người thành công ấy, là người ta tập trung vào cái người ta muốn, và người ta nói không với tất cả những cái còn lại. Steve Jobs có một câu nổi tiếng này. Người ta phỏng vấn sau khi người ta bị đuổi, người ta trở lại Apple, người ta sáng tạo ra cái iPod đầu tiên là vậy. Sau đó ra cái iPhone, rồi ra nhiều cái iPad khác. Thì người ta hỏi là khi mà anh trở lại với công ty Apple, cái điều gì là anh hãnh diện nhất về Apple? Thì cái câu trả lời là gì? Cái điều mà tôi rất hãnh diện về Apple là những điều tôi đã không làm trong suốt thời gian của ta. Về những điều mình không làm, ông ta bỏ hết tất cả những cái râu ria, ông ta chỉ hỏi một câu mà nhỉ. Ông ta họp hết tất cả những engineer lại và nói một câu này: nếu có phải tập trung vào một sản phẩm để mang Apple lên cái vị trí thống trị thế giới, thì sản phẩm đó là sản phẩm gì? Chưa ai biết nó là sản phẩm gì đâu chị. Nhưng mà người ta nói dẹp hết tất cả những cái gì Apple làm mấy chục năm nay, thì chắc chắn những cái sản phẩm computer, laptop này không mang Apple lên cái vị trí thống trị thế giới này. Người ta chưa biết ra cái gì với chị nha. Nhưng mà để trả lời cho Steve Jobs cái câu là nếu có phải tập trung vào một sản phẩm để mang Apple trở lại vị trí số 1 trên thế giới, thì đó là sản phẩm gì, thì người ta biết ngay là dẹp hết mấy cái cũ này, và phải đi tìm cái mới. Mà cái đó là cái iPod. Cái iPod ra đời nó thay đổi hoàn toàn thế giới này. Thay đổi nó xóa sổ không biết bao nhiêu những cái kỷ niệm ấy chị. Về phân phối nhà, về những cái đĩa, về những cái cửa hàng bán đĩa, bán nhạc ấy. Nó xóa sổ, nó xóa hết tất cả những cái công ty phần mềm ấy. Và bây giờ thế giới đang lo sợ những cái thằng 16 tuổi ngồi ở gara viết những cái phần mềm, đảo lộn cả thế giới. Những công ty phần mềm bây giờ là những đứa bé 2-3 cậu nhỏ gì đó ngồi tụ tập là viết ra cái ứng dụng. Thậm chí TV ở Mỹ bây giờ là coi như đổ luôn á. Mua TV bây giờ, mua Apple TV về là chỉ nhảy vào những cái app, những cái phần mềm, những cái ứng dụng và coi, chứ không có ai coi cái kênh số 1, kênh số 2, kênh số 3 nữa vậy. Mấy cái đó nó trở thành dinosaur, tức là nó trở thành những cái con khủng long. Nó quá xưa, quá cũ. Thật ra, cái mà Apple làm, cái mà ông Steve đó ông làm, để cho mấy anh chị một cái ví dụ để cho mấy anh chị thấy. Thứ nhất, mình phải biết rất rõ mình muốn gì. Và cái thứ hai là gì? Mình phải học cách mình bỏ bớt. Chứ không phải mình có thêm. Anh nhỉ? Không cần thay đổi để bắt chước ai mình. Không cần thiết phải học hết các kỹ năng, hết các khóa huấn luyện. Mình hay có khuyên hướng là mình đi học. Mình học nhiều thầy, ai hay là mình học. Và cái gì mình học được mình về cũng làm chút mà vậy ha. Cái rất nguy hiểm là cái gì mình cũng bỏ vào đây nè. Cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ. Cái gì mình cũng thử, cái gì mình cũng làm, và tới một lúc nào đó mình chỉ không biết mình làm gì luôn. Cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ đó. Chỉ cần loại bỏ những cái thói quen xấu, những việc làm vô bổ, những ý tưởng và ngôn ngữ tiêu cực, những người bạn không tốt, vô tích sự, những việc làm tiêu hao mất năng lượng ra khỏi cuộc đời của mình. Thứ nhất mình nhìn này, nó giống như đúc một cái bức tượng của Michelangelo vậy. Mình biết rất rõ mình muốn gì, và cái thứ hai nữa, mình nói không với tất cả những thứ còn lại. Không ở đây là gì mà vậy hả? Ở đây có anh chị nào tin rằng mình chỉ cần thay đổi một vài cái thói quen xấu thì mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình hả? Chắc chắn.
Nhưng mà hiện nay sao mấy chị ạ? Xin hỏi mấy chị này, ở đây có chị nào muốn thay, muốn ông chồng mình thay đổi một vài cái tính xấu? Có chị nào không ạ? Ôi cha, mình bảo đảm mấy chị đưa luôn cả hai tay luôn. Mấy anh cũng vậy mấy chị. Có anh nào muốn vợ mình thay đổi một vài cái thói mà mình nghĩ là rất xấu? Mấy anh không cần trả lời. Hầu như mọi người đều giơ tay mấy chị ạ. Mình luôn luôn mong người khác thay đổi, nhưng mà có một người mình không bao giờ muốn thay đổi. Yeah, đó là chuyện đó. Mình biết là nếu mình thay đổi một vài cái thói quen nhiều hơn thì thay đổi chính bản thân mình trở thành cái con người tốt hơn. Tại sao có những người làm 10 triệu một tháng và tại sao có những người làm 100 triệu một tháng? Mấy chị biết ai có làm 100 triệu một tháng vậy? Có vậy. Cái khác nhau là cái gì à? Khác nhau là gì mấy chị? Hả? Không. Khác nhau là cái giá trị mà người đó phục vụ cho cái công ty hay là cho cái sản phẩm nào đó. Mấy chị đồng ý không? Và cái giá trị đó sao mấy chị? Cái giá trị đó mình vẫn có thể tạo ra được. Mình có thể tăng ra được bằng cách là mình phải học hỏi, mình phải thay đổi bản thân mình mấy chị. Nhưng mà thường thì mình sẽ không làm chuyện đó. Nói thật với mấy chị là mình về Việt Nam vào những cái thời điểm tương đối là mới mấy chị. Năm 88, 89 là mình về Việt Nam. Thật ra mình gặp bà xã mình là ở Việt Nam, bà xã mình ở bên Pháp, mình ở bên Mỹ. Hai người ở chung khách sạn. Năm 88 mà gặp nhau từ đó. Mình thấy hai người ở hai phòng phí quá, mình đề nghị ở chung. Tiết kiệm tiền. Nói chuyện gì vậy? Ủa, là từ sao mình nói chuyện đó ta? Lý do đó mấy chị là thời đó mình gặp rất nhiều thanh niên Việt Nam ngồi ở quán cà phê từ sáng tới chiều và gặp nhau chỉ bàn làm thế nào để làm ra tiền. Hình như thời này cũng vậy phải không hả? Chứ đâu phải thời đó hả? Đúng không? Bây giờ cũng thế mấy chị. Nhưng mà cái đáng lẽ phải tập trung mấy chị nè là làm sao để mà mình tạo ra được cái giá trị gì đó để có thể làm ra tiền thì mình lại không nghĩ tới chuyện đó. Mình cứ nghĩ là làm thế nào để làm ra tiền thì cuối cùng sao mấy chị? Chỉ có cách đi lọc lại thì hoàn toàn không có một chút giá trị. Không ai nghĩ tới cái việc mà mình phải thay đổi như thế nào, mình phải hoàn thiện bản năng như thế nào, mình phải có cái giá trị gì mấy chị. Là tại vì sao mấy chị? Mấy chị ghi cái câu này: thành công là cái điều mà mình hấp dẫn nó, mình không rượt nó được, mình không đi tìm nó. Một số mấy chị mình vẫn đi tìm cái sự thành công. Không anh, thành công là khi mấy anh chị có một cái giá trị như thế nào đó, mấy anh chị thu hút nó, chứ mình không bao giờ rượt nó. Cái mà mình càng rượt nó thì mấy anh chị càng không tìm nó được. Nó như cái con bướm bướm, mấy anh chị càng rượt nó mình không bắt nó. Hình như những lúc mà mình cần tiền nhất là cái lúc mà mình đụng đâu nó bể đó. Còn những người thành công mấy chị tin là nếu mà nói ở Việt Nam cái người thành công nhất ra mấy chị nghĩ tới người nào? Không cần là thành công nhất, là một người nào mà luôn nghĩ là người đó thành công. Tay trắng làm nên đó, chứ còn không phải là cha mẹ để lại thì mình không nói. Hả? Ông nào? Ông nào? Bố cháu hả? À. Rồi câu hỏi này. Nếu mà cháu có tin hơn là nếu mà thâu hết tài sản của bố cháu, thả bố cháu ở bất cứ chỗ nào đó, bố cháu vẫn có thể làm lại từ đầu và trở thành thành công nha. Chắc chắn. Nếu vậy cái gì thành công nó ở đâu ra mấy chị? Nó từ cái con người đó mấy chị. Cái người đó làm triệu phú. Có một cái câu rất hay mấy chị nè. Muốn có 1 triệu đô thì hãy trở thành người triệu phú. Mình mới nghe câu nó nghe hơi kỳ mấy chị. Nhưng mà sao? Trước khi anh có 1 triệu đô thì anh phải thay đổi con người của anh để anh trở thành một người triệu phú trước khi anh có 1 triệu đô mấy chị. Còn mình nói tôi chừng nào tôi có 1 triệu đô thì tôi sẽ thay đổi và tôi sẽ dậy mấy chị nha. Mình phải thay đổi trước. Một số mấy chị muốn thành Blue Diamond khi mình đi, mình phải hành xử, mình phải suy nghĩ, mình phải tính toán, mình phải nói năng, mình phải như một cái người Blue Diamond khi mình đi trước khi mình trở thành này. Thì ra cái đó nó chẳng phải cái bí quyết gì hết. Nhưng mà rất ít người để ý tới cái chuyện đó. Mình cứ nghĩ là thôi chừng nào em làm ra tiền em sẽ thay đổi. Không có cái gì. Không được. Phải thay đổi trước.
có hai loại sức mạnh mà nhỉ, phải có giàu có nhà lầu xe ô tô, phải có quyền có chức có quan hệ rộng rãi, không phải này. Những cái này có thể nó mất qua đêm. Mấy chị em mình cũng đã chứng kiến khá nhiều mấy chị em. Cái thời mà mình nhớ là năm 80 mấy mình về Việt Nam, những cái vụ ví dụ như không biết mà một số mấy chị có nhớ nước hoa thanh hư hồi đó mình ở Sài Gòn, những cái trường hợp giàu rất nhanh mấy chị. Và mình nhớ là ở Việt Nam những người giàu vào năm thập niên năm 80-90 thì bây giờ có thể nói 99% là đang ở tù. Mình cũng gặp một vài người ở tù ra, và mình cũng có cái cơ duyên mình gặp một vài người, và ông ta nói là phải chia hồi đó tôi biết cách hay là tôi thay đổi thì có thể tôi vẫn còn tài sản. Nhưng mà mình thay có con người không thay đổi, tìm cách làm giàu rất nhanh thì và sau đó vướng vào cái vòng lao lý. Cái mà mình muốn thay đổi và cái mà mình có thể nói là cái sức mạnh mấy chị, nó là từ ở trong mình ra mấy chị, nó là từ cái nội tâm, nó là cái tính cách, là sự tự chủ, tính kỷ luật, cái lòng quyết tâm, cái hoài bão lớn mấy chị. Cái này nó mới là cái sức mạnh. Thì cái sức mạnh này không ai lấy được không chị? Sức mạnh này không ai lấy. Sức mạnh này có thể bố trong đó. Và cái này nó mới gọi là cái sức mạnh mấy chị đó. Thì thường thường mấy chị, mình không tập trung vào cái này. Mình có coi cái cuốn tự truyện của giám đốc cà phê Trung Nguyên là gì vậy? Lê Hồ Lũ. Mình rất thích. Nếu có dịp mấy chị nên tìm những cái cuốn tự truyện của những người nổi tiếng. Ví dụ như là ông Mandela, Nelson Mandela của châu Phi mấy chị, rất nên đọc. Những cái cuốn của Bill Gates, những cái cuốn của Steve Jobs, những cái cuốn mà mình thấy là tự nhiên không hiểu sao ở Việt Nam dịch rất nhiều mấy chị, Richard Branson. Mấy chị đọc những cái câu chuyện đó mấy chị, để mấy chị thấy là người ta tập trung vào những cái đức tính này, và đó là lý do tại sao người ta có cái sự thành công lớn. Richard Branson là một trong những người mà mình thần tượng mấy chị, luôn luôn mặc quần jean áo trắng bỏ ra ngoài, ông ta là tỷ phú. Ông ta được phong tước của nữ hoàng Anh, người rất bình thường, nói chuyện vẫn cười hề đó nhỉ. Nhưng mà tại vì ông ta có những cái đức tính, và đây mới là cái sức mạnh của ta. Và những người như vậy mình bảo đảm với mấy chị là lột hết tài sản của người ta, bỏ người ta ở cái góc nào đó mấy chị, chỉ trong một thời gian ngắn người ta sẽ gây dựng lại cái tài sản này. Như vậy đó thì cái yếu tố con người mấy chị nha, cái con người đó mấy chị. Như vậy đó thì ngay bản thân mình phải luyện, mình phải học hỏi, mình phải thay đổi. Vì chính những cái đức tính như vậy nó thu hút cái sự thành công. Anh chị không? Và cái ý như vậy đó để cho anh chị thấy những khám phá khoa học gần đây nhất này, những thiên tài và người bình thường không hề có cái sự khác biệt về gen. Thiên ở đây mình thiên tài, thiên có thể khoảng chừng 10%, tài là 90%. Tài ở đây là gì? Có cái gì đó mà mình luyện tập. Luyện tập. Trịnh Công Sơn là một thiên tài đúng không anh chị? Thiên tài phải có đẹp không nhỉ? Trịnh Công Sơn làm bản nhạc phải nổi tiếng liền không anh chị? Không. Cần một thời gian rất dài, thường là 10 năm. Những thiên tài về hội họa, những thiên tài về bóng đá, có ai ra bóng đá nổi tiếng liền không anh chị? Không. Cần một thời gian rất dài, luyện tập thường xuyên không? Không biết bao nhiêu người có cái năng khiếu, nhưng mà nếu mà nói cuộc đời người ta thành công thì chưa chắc. Tại vì nó đòi quần đòi hỏi những người có cái sự kiên trì tập luyện mới vậy ha. Và đó là những cái đức tính mà nó bình đẳng cho mọi người. Nếu mà mình biết có cái tính kiên trì thì không. Thật ra thiên tài nó không phải là thiên mới vậy nha. Không phải là thiên mới vậy. Mà là những người bình thường. Nhưng mà ra mấy chị, người ta kiên trì, nỗ lực, học hỏi, làm việc không ngừng trong một thời gian dài. Và thường nó là 10 năm. Thật ra mình không tin là một số mấy chị mới hăm mấy tuổi mà chỉ mong làm giàu mấy chị. Mấy tuổi còn quá trẻ, đừng có ngại nó gì, đừng có ngại phải mắc phải cái lầm lỗi, vì đó là cái quá trình mình phải học. Ông Picasso có một cái câu chuyện đó là ông ta rất nổi tiếng cả thế giới mà nhỉ, thì tình cờ ông đi siêu thị thì có cái bà kia, bà đi siêu thị bà vô gặp ngay Picasso, mừng quá mà gì chạy lại mua một cái bìa giấy, nói Picasso là ông làm ơn vẽ giúp tôi một cái tác phẩm, thì ông ta chụp cái cây viết và vẽ mấy cái này nhỉ. Cái bà này nói ô cảm ơn anh, cái bà chạy đi, cái bà đi đâu vậy,
trả tiền cho tôi chứ. Bà nói ông muốn bao nhiêu? Picasso nó 1 triệu đô. Bà nói trời đất ơi, ông nói chuyện như vậy, ông cứ quẹt quẹt có mấy giây ông lấy tôi 1 triệu đô. Ông Picasso nó đâu có quẹt 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 như vậy, nó mất tôi mất 30 nữa để có thể quẹt 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 đó. Ông chỉ giỡn tới mấy gì, nhưng mà cái đó để cho mấy gì thấy là nó phải có một cái thời gian, nó phải có một cái nỗ lực, một cái kiên trì, một cái học hỏi để có được cái đó là gì, chứ không phải là bây giờ mình ra mình thấy cầu thủ nào mà giỏi mà gì hả đá được, mình thấy quá nhẹ nhàng cái gì, nhưng mà anh chị biết là nó qua cả một cái quá trình. Thành ra nếu mấy anh chị chưa đạt được cái sự thành công trong đời, trong cái việc làm, mấy anh chị đừng có ngạc nhiên chuyện đó là gì. Mình cần cái thời gian. Nếu trên đời này nó có một cái loại thuốc tiên là gì để có thể chữa lành tất cả mọi vết thương, có thể giúp cho mấy anh chị đạt được những gì mình muốn, cái đó là thời gian. Mình ở trong cái thời đại mà mình không chờ được mấy anh chị ha. Cái gì phải nhanh, vội mấy anh chị. Thật ra mấy anh chị làm cái gì mấy anh chị chỉ mong là nó thành công liền. Tại sao mình làm đây 1 tháng rồi chưa làm 1 triệu, hay là chưa làm vài trăm triệu đồng ấy? Mới 3 tháng rồi tại sao mình chưa thành công mấy anh chị ha. Mấy anh chị biết cái lò vi sóng, ở đây cái lò vi sóng ở microwave mấy anh chị. Mình bỏ vào cái gì đó, mình bấm 3 phút mà gì, mới có 1 phút thôi là mình thấy là cái máy này như là phải đen đảo rồi. Tại vì nó chưa chín mà gì, tại vì mình mong là nó bỏ vào bấm cái là nó phải chín liền. Mình luôn luôn mà gì, cái thời đại con người mình rất là mua cái máy, mua cái gì đó, bây giờ mà mình chờ chút mình chịu không nổi rồi. Còn mình quen vậy. Mà đừng có quen mà gì, cái gì cũng vậy mà gì, nó cần cái thời gian mà nó cần cái nỗ lực, cái niềm tin đó nhỉ. Ở đây mình muốn nói tới cái niềm tin, cũng giống như anh, có thể là anh tin là mình sẽ không thành công nha, hay là anh tin là mình sẽ thành công, cả hai nó đều đúng. Cái vấn đề là mình tin, mình tin cái gì thì nó sẽ xảy ra. Có khi người ta nói dạ anh thấy em mới tin. Có rất, trong rất nhiều trường hợp ấy, mình tin là mình mới thấy, chứ phải mình thấy là mình tin. Mình tin rồi mình sẽ thấy. Thành ra đó là lý do tại sao nó có những cái bài, một số mấy chị ở đây, các mấy chị làm news, mấy chị biết Alan Nagel thế không? Ai biết Alan Nagel? Alan Nagel là cái người mà NLP, mấy chị ở đây mấy chị có ai học NLP? Mình thấy những cái thằng này, thằng Phong Đào ở Hà Nội học NLP rất nhiều. Mình luyện cái suy nghĩ của mình, mấy chị, mình luyện cái tư duy của mình. Mình phải thấy nó trước khi mà mình đạt nó cái gì hả. Còn mình đọc, mình đứng là hình như là có hiện tượng nào đó ở Sài Gòn vậy đó, mà bắt đầu người ta viết mấy bài người ta chê bai đa cấp rồi, người ta đứng giữa đường la la khát khát, mà thiệt ra mấy người đó không biết là ở công ty nào đó, chứ không phải là mấy chắc mà chị nghe cái tin đây rồi ha. Và đó là những cái phương pháp mà chị, nó giúp cho người ta thấy được, phải thấy được trước từ đây. Cũng giống như là kiến trúc sư hay là muốn xây căn nhà mà chị, đầu tiên là mình phải thấy ở đây, sau đó mình chuyển cái này xuống mặt giấy, và sau đó mình bắt tay vào thực hiện. Thế ra mọi chuyện nó phải bắt đầu từ đây trước là như này. Và đó là lý do tại sao mình phải ngồi, mình phải đọc, mình phải có cái niềm tin, mình phải biết mà gì. Và mình đọc những cái câu như vậy. Mình có nhờ về phát về cái trang. Sẵn ở đây là mình phát luôn nha mấy chị. Phát luôn 2 trang luôn. Sẵn cái câu chuyện mà mình. Đây là cái bài mà mình đọc thường xuyên mỗi buổi sáng mà. Nếu được thì mấy chị có thể học một lần, mấy chị chụp một bỏ trong cái phone như thế nào đó. Nếu mấy anh chị cần đó, mấy anh chị có thể download luôn. Đây là những cái phương pháp mà mấy anh chị đọc trong cái cuốn Think and Grow Rich, hay là những cái hình thức khác đó, mấy anh chị sẽ thấy là cái câu này là cái những cái điều mà mình cần phải đọc mấy chị. Cái affirmation, cái tiếng Việt kêu là cái gì? Trời ơi, luôn. Nó có 2 tờ mấy anh chị. Mỗi buổi sáng mình thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, mình làm những cái nguyên tắc 20-20-20 cộng lại là 60 phút đầu tiên trong ngày mình làm cái gì. Và đây là cái tuyên ngôn anh chị, để mình đọc thôi này cho mình chị chút xíu nữa. Có thể trước khi về mấy anh em mình đứng dậy đọc cái cho nó khí thế mà chị ha. Tuyên ngôn mỗi ngày cho 1 năm rưỡi nhất từ trước đến nay. Hôm nay tôi sẽ trỗi dậy, vươn cao hơn và làm những điều lớn lao hơn. Mấy chị có thể đọc tầm tầm cũng được anh chị, hay là mấy chị có thể đọc được theo cũng được. Tôi nghĩ về những điều tuyệt vời, tôi nói những lời tốt đẹp và hành động của tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người quanh tôi để giúp họ tìm thấy phần tốt đẹp nhất của mình. Tôi sẽ là hình mẫu về làm chủ cuộc đời.
Tôi tập trung vào các cơ hội của mình trong ngày hôm nay hết sức nguyên bắc để nói không với những điều thứ yếu, và tôi bỏ ra ít nhất 1 giờ cho dự án sẽ thay đổi cuộc chơi của tôi trong năm nay. Tôi dành thời gian để chăm sóc vóc dáng và sức khỏe, ăn những món ăn bổ dưỡng và học những ý tưởng mới để nâng tầm cuộc chơi của tôi. Nhờ đó, tôi khiến mình trở nên tốt đẹp. Tôi hiểu rằng những người thành công là những người tràn đầy niềm đam mê và yêu thích sự phát triển cá nhân. Bởi vì tôi có thể làm được nhiều hơn thế, nên tôi sẽ đạt nhiều hơn. Tôi nhận ra công việc của mình như một lời kêu gọi, và cuộc đời tôi là một sứ mệnh. Tôi nguyện cống hiến cả cuộc đời để trở thành biểu tượng trên lĩnh vực mà mình lựa chọn. Tôi sẽ giúp mọi người trở nên tốt đẹp hơn so với khi tôi mới gặp họ, và cùng xây dựng một cuộc đời khiến mọi người kinh ngạc ở giây phút cuối cùng. Chắc chắn sẽ có lúc vấp ngã, nhưng tôi hiểu rằng để làm chủ cuộc đời thì phải trải qua một quá trình. Và vì vậy tôi học được rằng phải đứng lên, phải làm lại, phải nhanh hơn, phải tốt hơn nữa. Cuộc sống vốn rất tuyệt diệu, tôi sở hữu trái tim tràn đầy lòng biết ơn và một ý chí sắt đá cho phép tôi biến những ý tưởng xa vời nhất thành hiện thực. Đây là một năm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tôi, và tôi sẽ không bao giờ dừng bước. Tập mỗi ngày, nếu không phải nói là tập nhiều lần, những lúc nào đó mấy chị gặp trở ngại, những lúc nào đó mấy chị gặp khách hàng, mình cũng đã bị nhiều lần mấy chị nha. Những cái lúc mà mình yếu đuối, những cái lúc mà mình nghĩ là mình đầu hàng với thời cuộc mình, những cái lời như vậy nó động viên anh. Thành ra đó là cái gì mấy chị, khi mà mình đọc cái này mấy chị, nó nhắc nhở mình về cái niềm tin ấy. Về cái niềm tin. Thành ra ở đây mấy chị nè, nó có những cái mà mấy anh chị nên để ý, đó là mọi chuyện mấy anh chị nó bắt đầu từ cái niềm tin của mình. Mình tin như thế nào mấy anh chị? Mấy anh chị tin vào cái số phận thì cái số phận nó sẽ điều khiển cuộc đời của mình mấy anh chị. Mình tin là không, cuộc đời này do mình định đoạt mấy anh chị ha. Trong mọi hoàn cảnh mình vẫn có thể vượt qua được. Nhất là mình nói với mấy anh chị, mình đang ở thế kỷ thứ 21. Trong lịch sử của loài người chưa bao giờ mình có một cái thời buổi nó thuận tiện như là hiện nay. Quá thuận tiện, quá đẹp. Có internet, có điện thoại di động, có YouTube, bây giờ có Facebook mà nhỉ. Mọi thứ rất nhanh, mấy anh chị bây giờ có thể đi bất cứ nơi nào. Xung quanh mình cái phương tiện nó đầy đủ mà nhỉ. Cơ hội nó đầy đủ. Chỉ có mình không biết mình muốn gì. Hoặc là mình muốn đủ thứ. Mình muốn hiệu quả. Thứ gì mình cũng muốn, thứ gì mình cũng làm như vậy. Và do đó mình mất cái sự tập trung. Thành ra chưa bao giờ mấy chị nha. Tại vì mình mấy chị, mình sinh vào cái thập niên năm 50, mình lớn trong 60, 70, 80, 90. Mình nhớ rất rõ những cái mà mình không có vào những cái chục năm, mấy chục năm trước. Hiện nay nó quá đầy đủ. Mấy anh chị có thể ngồi ở nhà, có thể kinh doanh cả thế giới. Mấy anh chị có thể tiếp cận mọi người khắp mọi nơi trên thế giới. Có thể những cái video, có những cái truyền đạt những cái thông tin mấy gì hết. Kiến thức bây giờ nó gấp đôi mấy gì. Mỗi 6-7 năm. Hồi xưa kiến thức con người phải 30-40 năm mới gấp đôi mấy gì. Và người ta tiên đoán là trong vòng 10 năm nữa mấy gì hết, cái kiến thức con người sẽ gấp đôi mỗi 6 tháng. Là tại vì thông tin mấy gì nó đầy dẫy khắp mọi nơi. Thành ra ở đây mấy gì nè, cái cơ hội nó bình đẳng cho mọi người. Cái vấn đề là mình có làm được, và mình mong là trong cái buổi hôm nay mấy anh chị rút ra được một vài cái bài học gì đó để ứng dụng cho cái cuộc đời của mình anh chị ha. Thành ra ở đây mình nói về cái niềm tin, và mình bỏ cái này. Muốn trở thành một cái người đầy năng lượng và đạt nhiều cái thành tựu lớn anh chị, khi mà mấy anh chị nhìn về cái hình mẫu của một người nào đó mà mấy anh chị muốn là mình sẽ trở thành như người đó, thì thưa mấy anh chị, mình sẽ nghĩ tới một cái người mà đầy năng lượng và người ta đạt được nhiều cái thành tựu lắm, đúng không ạ? Thành ra muốn trở thành một người đầy năng lượng mấy anh chị, có thể một số mấy anh chị ngạc nhiên về cái điều này. Không đơn giản, không đơn giản, không ngạc nhiên luôn. À, mình tưởng đâu là muốn trở thành một người đầy năng lượng tức là mình phải có cái sức mạnh, là mình phải đi máy bay, mình phải ha, đi lúc nào cũng có đoàn hộ tống phía sau, thế là không ấy. Mình nên tập cái có cái đời sống đầy đủ.
sống đơn giản ở đây và đeo đuổi cái niềm đam mê của mình. Hiện nay có thể vì cơm áo gạo tiền mình đang làm những cái việc mà mình không thích. Mấy anh chị không cần phải giơ tay, nhưng mà phần lớn mấy anh chị em mình ở đây có thể mà chị mình đang làm cái việc mà mình không thích. Mình nghĩ không phải mình làm việc có thể bố mẹ mình muốn mình làm việc, có thể là tại vì hồi mình đi học cái trường đó rồi, hay là đưa đẩy cuộc đời nó đưa đẩy mình đang làm một cái ngành nghề gì đó và mình biết không phải của mình, và rồi cái niềm đam mê của mình nó từ từ nó tàn lụi ở đâu đó. Và hôm nay tự nhiên đi nhắc lại cái Ngọc đam mê về cái gì Ngọc? Cái niềm đam mê của Ngọc là gì? Hỏi cái bất chợt giết mình. À, cái niềm đam mê. Em chỉ cảm thấy là khi mà em giúp đỡ người khác, em cảm thấy rất là... Cái niềm đam mê là gì? Mình chỉ làm, mình chỉ không có cái điều kiện. Có thể làm ngày, làm đêm, quên ăn, quên ngủ, làm mình vui mà gì nha. Quan cái đam mê là gì anh? Thời trang. Mình nhìn mặt là mình biết ngay. Cô nào mà vào thời trang ăn mặc đẹp đẽ là cô nó mới chỉ như rồng gặp mây. Mỗi người có mỗi cái mà vậy luôn. Đam mê đó là gì? À, đam mê là gì? Ngày xưa thì cháu có dạy học. Dạy học. Đam mê trong ngành giáo dục. Tại sao vậy? À, ngày đấy thì cảm giác là khi mình chỉ cho người khác những cái gì đó cảm giác rất là vui. À, rất là vui. Dạ. Hiện nay làm gì? Giờ thì cháu đang làm quản lý kinh doanh. Dạ. Có cái đam mê gì trong cái việc mình làm bây giờ không? Có chứ. Có. Dạ. Cũng mang lại tăng nhiều niềm vui cho mình. Dạ. Ở đây mấy chị này mấy chị nên tìm lại cái niềm đam mê của mình là gì. Thu đam mê là gì luôn? Đam mê thôi là gì hả? Nên tìm nha. Có thể một số mấy chị mình hỏi đam có đam mê về gì, cái niềm đam mê là gì, cái gì bóng rổ hả? Cái đam mê đúng không? Làm ngày làm đêm, có thể chơi ngày chơi đêm hả? Từ hiện nay có còn chơi bóng rổ không? Nhưng mà rồi với cái đam mê đó có tính làm gì không? Có làm gì liên quan tới bóng rổ không? Làm cháu là đội bạn bè. Những lúc mà mình giao lưu với nhau được bung tỏa hết cái năng lượng của mình. Mọi người đều bung được. Nhưng mà có ý định gì về làm cái gì về trong những năm sắp tới về bóng rổ không? À, bây giờ bạn mời mấy anh chị nè. Mình muốn mấy anh chị mình tận dụng cái cơ hội hôm nay. Mình muốn hai người xây lại với nhau, chia sẻ cái niềm đam mê của mình là cái gì. Có thể mấy anh chị chôn giấu lâu nay, bây giờ mình đề nghị với mấy anh chị đào bớt lại một xíu sới, chia sẻ với người chẳng bao giờ quen. Nhiều khi mình chia sẻ với người quen mình ngại, chia sẻ với người chẳng bao giờ quen, rồi người này chia sẻ với người kia, rồi người kia chia sẻ lại, nó mình để dành khoảng chừng 3 phút mà mình chỉ làm cái gì mà ha. Rồi mấy chị xây anh chị nào chia sẻ cái coi. Có anh chị nào không biết cái đam mê của mình là gì đó? Em chỗ mà mấy chị thành thật với chính mình vậy thôi. Có anh chị nào không biết mình đam mê gì, hay là đam mê đủ thứ? Cũng giống như mình lớn mà chị, mình thường thường mình che lấp và mình tự che mình cho tới lúc mình không nhìn ra mình luôn. Không nhìn ra mình. Có đôi khi mình đang nói với ai đó, tự nhiên mình nhìn vào phía dưới mình thấy có một anh hay là một chị nào đó tự nhiên nước mắt chảy. Nó ủa tại sao vậy? Tại vì tự nhiên bữa hôm nay em mới biết em là mình gặp cái cảnh nó rất nhiều anh. Và phần lớn nó xảy ra ở những người lớn tuổi. Tại vì mình che. Hôm nay mình không có thời gian. Nó thường thường nó mất khoảng chừng 2-3 ngày. Thì tới mà chị thấy nó tùy một số anh chị ở Hà Nội có thể thu xếp, có thể tùy là tùy với một số anh em nếu mà tổ chức bữa nào ấy. Thì mình bảo đảm với mấy anh chị trong 3 ngày 2 đêm đó mình lột mấy anh chị không còn gì luôn. Tức là ý ở đây mình nói là mình che mấy chị, mình tự che mình để mà mình cần cái thời gian mỗi cái câu hỏi mình bóc và mấy anh chị thấy mình, có những người thấy mình lúc đó rất là sợ và cái sự thích thú này vậy á, tại vì mình tìm ra mình
giống như mình vừa nói chuyện với hai bạn trẻ ở đây. Mình biết con chó, con mèo, cái xe mình nó ho một cái, mình biết cái xe nó hư chỗ nào, chị. Mình nghe cái laptop, mình nghe radio điện nó tắt cái chỗ nào, mấy anh chị biết rất rõ mà chị. Nhưng mà có một người mình không biết, nó là chính bản thân mình không biết mình rõ. Thật ra nếu hôm nay có bây giờ mấy chị mình chỉ hỏi mấy chị một vài cái câu hỏi để mình tìm lại mình là ai. Thứ nhất mấy chị mình là ai, và cái thứ hai quan trọng mấy chị mình muốn gì. Thì từ khắc mấy chị sẽ biết là làm thế nào để đạt được gì mình muốn. Cái thứ ba nó rất dễ mấy chị. Khi mấy chị biết mình là ai, mình muốn gì thì tự nhiên mấy chị biết cái đường mình sẽ làm thế nào để mình đạt được cái mình muốn. Nhưng mà thứ nhất là mình không biết mình là ai, không biết mình muốn gì, đặc biệt là cái không biết mình muốn gì. Thế nên mình hy vọng mấy chị ha, mấy chị cũng có thể là cái vấn đề ở đây mấy chị là mình chỉ giúp cho mấy anh chị thôi. Mấy anh chị là người tự tìm lấy mình, mấy chị mình không tìm giúp được, mình không giúp được mấy chị. Mình chỉ giúp cho mấy anh chị một vài cái ý tưởng để rồi mấy anh chị hy vọng là mấy chị sẽ tìm lấy. Thành ra trước cái khi mà mình nghiên cứu hôm nay thì có thể là một số mấy anh chị nào đó tìm ra được một cái gì đó thú vị về mình, thì mình cũng mong một số mấy anh chị chia sẻ. Thành ra hồi nãy đó, có cái gì, có anh chị nào muốn chia sẻ cái gì trong cái vấn đề là mình nói với người bạn của mình về cái đam mê của mình, hay mình hỏi người bạn của mình về cái đam mê, thì mình thấy có cái gì thú vị đó, anh chị nào muốn chia sẻ không? Có thể hai người đây, hai người. Ủa hồi nãy chị ngồi hỏi có gì thú vị không anh chị? Hả? Chẳng lẽ ngồi nói chuyện chơi? Có nhiều. Ok. Không nhất thiết là đam mê trong công việc. Tại vì khi mà mình nói đam mê trong công việc, tức là cái quan trọng là cái công việc, mình đam mê trong cái công việc. Cái đam mê ở đây đó, có thể nói là gì? Thiên tài đó, là người miệt mài cái đam mê. Trịnh Công Sơn miệt mài cái đam mê của ông ta về vấn đề âm nhạc. Picasso hay là Mozart hay là những thiên tài thế giới, thiên tài là người miệt mài cái đam mê. Vấn đề là mình phải biết mình đam mê cái gì mới vậy. Mình biết rất rõ con gái mình mới vậy. Mình theo dõi, mình dẫn con gái mình đi chơi, cốt để mình giúp cho nó tìm ra được cái đam mê đó. Và ngay từ nhỏ mình biết là cháu đầu của mình có đam mê về vấn đề nghệ thuật. Áo quần về tự may mấy mấy. Con gái không mua búp bê, không mua giấy, mua kéo, kèm về chế ra những cái để đeo. Và từ nhỏ mấy chị, mình biết ngay. Cô đó mà đưa cái gì đó mà thiết kế cái là coi như là không ăn không ngủ mà nhỉ. Đam mê mà chị miệt mài trong việc đó còn làm rất giỏi. À, thật ra đó là cái đam mê mà chị. Hỏi bây giờ nói con làm Nu Skin có nhiều tiền hơn. Nó con đó cần tiền. Và mình hiểu mà chị ha, thế hệ của mình là làm vì vấn đề kinh tế. Nhưng mà mình biết cái thế hệ mà gọi là thiên niên kỷ, những người dưới 35 tuổi mà chị, ta làm thì cái đam mê. Và chính cái đó nó mới mang lại cái sự thành công. Thành công theo cái định nghĩa riêng của mình, chứ không phải thành công là cái xã hội, là thành công là phải làm ra tiền. Không phải. Cái giới trẻ hiện nay không cần chuyện đó. Đúng không? Người ta chỉ làm cái đam mê thôi. Và mình tin chuyện cái cuộc đời này quá ngắn để mình làm những cái chuyện theo ý của người khác. Và những người thiên tài là những người biết rất rõ người ta muốn gì, và người ta tập trung 100% vào chuyện đó, và người ta nói không với tất cả những cái còn lại. Đẹp lắm. Nó rất đơn giản mà. Mình đang sống trong một cái thời đại mà mình bị phân tâm quá nhiều mà. Và chính cái đó nó giúp, nó không giúp mình đạt được cái kết quả vì mình bị phân tâm. Mình bị giật dây bởi cái điện thoại, bởi cái tin nhắn, bởi đủ mọi chuyện. Và đó là lý do những người thành công thì biết rất rõ đấy. Mấy chị biết Richard Branson không? Biết mấy chị biết Richard Branson không? Ông tóc dài. Mấy chị biết xuống cái chữ Richard Branson đề nghị mấy chị về Google liền tối nay. Đây là người bán sách đầy, mình thấy sách dịch ít nhất cũng phải 5 cuốn mà chị, nếu không nói là bài. Mình nhớ có thể là ít nhất là 5 cuốn. Đây là một người nổi tiếng mà chị. Người ta làm CEO một hãng là muốn chết mà chị ha. Ông này làm CEO gần 400 công ty khác nhau. Ông ta mở một cái công ty làm cái gì đó, viết phần mềm đi chẳng hạn mấy chị, thì ông ta nghĩ ngay đó là phải mua cái máy in, ông ta mở luôn công ty làm cái máy in. Làm máy in xong mới tự nhiên phải tốn giấy mà nha. Tại sao phải mua giấy, ông ta mở luôn cái công ty mua bán giấy, có thể mua một cái công ty về giấy mà. Rồi vấn đề chuyên chở phải đi vô hàng, mở luôn cái công ty về vấn đề chuyên chở. Rồi chuyên chở bằng xe không đủ mấy chị, rồi mở luôn hãng máy bay Virgin đó mấy chị, Virgin đó. Là của ông ta đó mấy chị.
Bây giờ ta lên không trung, ta lập 400-500 công ty khác nhau một cách rất nhẹ nhàng. Ta là một người sống rất đơn giản và đồng thời luôn luôn những cái mạo hiểm đó vậy. Mình nhớ rất rõ là ta chế được một chiếc tàu thiệt là lớn mà vậy, cái du thuyền, version du thuyền mà vậy. Và ngày khai trương đó là mình thường thường cái người mà chủ cầm cái chai champagne đó vậy, nó đập vào cái màn tàu cái gì, ảnh nhảy từ trên trực thăng xuống và nhảy xuống để đập cái chai đó vô màn thuyền mà vậy, thì không may cái mặt ảnh đập vô ra màn thuyền, rượu đâu không thấy mà chỉ máu me, nha ra những cười hề 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 với chụp đài truyền hình báo chí chụp hình mà vậy, ảnh thích như vậy. Ba lần ảnh mong là ảnh là người duy nhất đi khinh khí cầu giáp quanh vòng quanh thế giới mà vậy, thì ảnh đi ba lần nửa đường, một lần nổ, hai là giông bão mà vậy, nhưng mà may là không chết, hai số là lớn mà vậy. Luôn luôn là những chuyện mạo hiểm mà vậy á, ảnh làm chủ một nguyên một con đảo. Thì có một ngày nọ đó, cách đây không lâu mà vậy, có một cái công ty nó rất muốn mời ảnh, thì nó nói là chúng tôi muốn mời ông tới nói chuyện với công ty chúng tôi và cái giá chúng tôi có thể trả nó là 100.000 luôn một giờ mà vậy. Thì cái người thư ký của ông ta nói không, công ty này nó mới nói 250.000 đô một tiếng đồng hồ. Thì cái câu trả lời là không. Đây là cái lời cuối cùng anh nhỉ. Chúng tôi muốn trả ông ta 500.000 đô, nửa triệu đô, và chúng tôi sẽ gửi máy bay riêng lại. Kể từ lúc ông ta đặt chân lên chiếc máy bay đó cho tới khi ông ta rời chiếc máy bay đó không quá 60 phút, 500.000 đô. Thì cái câu trả lời là không. Thì công ty này có phải là vậy các ông muốn bao nhiêu? Thì cái cô thư ký nói một câu đơn giản là gì? Ông Richard Branson hiện nay đang tập trung vào một dự án và ông ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, chứ không phải là vì ông trả tiền cả. 500.000 đô cho một tiếng đồng hồ mấy gì á? Mấy nay mình làm ngay mấy gì á? Mà đó là lý do tại sao mình không thể nào là Richard Branson. Khi nã trả 500.000 đô mà anh nói gì? Và đó là lý do tại sao mình không bao giờ là Richard Branson nổi mấy gì? Tại vì không có cái sự tập trung mấy gì? Ông này ông tập trung khi ông làm cái gì đó là ông làm cho xong hay gì á, bây giờ trả bất cứ số tiền nào nó không có vấn đề, tại vì ông chỉ đang tập trung vào công việc. Cái câu trả lời đó là một cái bài học cho mấy anh em mình. Mình đang làm cái này cái ai rủ gì đó, mình chạy qua bên này cái ai rủ gì đó, nghe cái này hay không chạy qua bên này mấy chị ha. Mình biết là tới luôn chạy cái gì mình cũng muốn làm lên. Và đó là lý do tại sao. Thành ra cái câu chuyện đó để cho một số mấy anh em hiện nay mấy chị nè. Nếu có một cái thói quen chính bản thân mình cũng đang tập, nếu ai hỏi mấy anh chị có thói quen tốt của đọc là gì, nếu đọc nói em có một cái tính rất tốt, em có một cái thói quen rất tốt, đó là sự tập trung, thì Ngọc sẽ giàu có, Ngọc sẽ là một người rất thành công. Nếu có phải luyện một cái thói quen là có cái sự tập trung. Tập trung đây có nghĩa là gì mà vậy? Nói không mà vậy, can đảm nói không với tất cả những cái còn lại. Chứ còn mình tập trung thì mình vẫn tập trung, mà cái gì mình cũng có mà vậy. Cái gì mình cũng yes, cái gì mình cũng nói bạn rủ đi chơi nó rủ mình làm cái này cái để đến anh coi để rồi cái gì mình cũng làm, cái gì mình cũng coi, mình cả nể, mình làm đủ mọi chuyện, cái gì mình cũng dính vào mấy vậy. Và đó là lý do là sao mình không đạt được cái gì. Tập trung ấy, tập trung nha. Bây giờ đó mình nói về một cái khái niệm Big Five, tức là năm điều lớn nhất. Mình muốn mấy chị để dành một cái thời gian như vậy, mấy chị có cái tờ giấy trước mặt. Năm mình không nhận nó được. Vấn đề là mình phải đi tìm. Thì lúc đó mấy anh chị làm cái gì mấy anh chị cũng thành công một cách rất nhẹ nhàng. Và mình biết mấy chị, mình biết mình muốn gì vậy đó. Thấy không? Đây là cái điều mấy anh chị. Thiệt ra là mình đang nói năm cái lớn này nha. Thì bây giờ nó có năm cái nhỏ. Mỗi ngày mấy anh chị nên tìm cái năm cái chiến thắng nhỏ mỗi ngày. Tại vì năm cái chiến thắng nhỏ mỗi ngày đó, 365 ngày sau, nó là một cái sự khác biệt rất lớn. Mấy anh chị không cần phải tranh đua với ai, tranh đua với chính bản thân mình mỗi ngày là khác hơn một chút. Chiến thắng nhỏ này là gì? Bình thường mình hít đất 34 cái, sáng nay mình rá 32 cái.
Mình đi ra bước ra khỏi khách sạn vì mình vội mấy chị, mình trễ giờ mình muốn đi nhanh mấy chị. Nhưng mà khi đi ra ngoài rồi ra tới cầu thang mấy chị, mình nhớ là mình chưa tắt đèn, quay lui lại tắt đèn. Và đối với mình đó là một cái chiến thắng. Mình làm những cái điều gì đó lúc không có ai nhìn, cúi xuống lưng một cái rác dưới đất mình, hay là gặp ai đó khen là tập trung những cái chiến thắng nhỏ một cái ngày mình, nếu mà mình tập trung vào. Bây giờ hỏi mấy chị là ngày hôm qua có ai có cái chiến thắng nhỏ gì không? Nói thử ngay ngày hôm qua hay là sáng nay, sáng nay à, tập thể dục 35 phút đó. Nhưng mà nếu mỗi ngày cố gắng làm sao mà chị mình tạm trong cái chiến thắng nhỏ thôi, không phải lên cái sự khác biệt, cái sự thay đổi nó bắt đầu bằng những cái bước rất nhỏ, nhưng mà sao mà chị đều đặn mỗi ngày, cái đều đặn mỗi ngày, cái đó là cái quan trọng. Mình hay mong làm chuyện lớn hơn nhỉ, trong khi những cái nhỏ mỗi ngày mình hoàn thiện dần mỗi ngày. Thành ra mỗi ngày mới vậy nè, mỗi buổi sáng thức dậy, bây giờ mình nói với mấy chị nè, một cái điều mà mình mong mình muốn sống mấy chị làm hồi nãy giờ mấy chị, mình nói về năm điều lớn nhất mấy chị ha. Cái cuộc đời của mình, cái kế hoạch trong cuộc đời, kế hoạch trong kinh doanh, những cái năm lớn, những cái điều mình muốn làm trong năm giá trị sống, năm điều lớn nhất. Tất cả những điều hồi nãy giờ mình nói mấy chị, nó có thể nó nằm ở trong một trang giấy. Anh chị đừng làm cái kế hoạch gì hay là cái kế hoạch gì 5-10 trang hay gì hết. Tất cả những điều mình nói nãy giờ có thể nằm gọn trong một trang giấy. Một trang giấy thôi. Nha. Mỗi buổi sáng mấy chị, cố gắng mấy chị thức dậy sớm. Mình có một cái bài, nhiều bài để mình hướng dẫn mấy chị. Những người thành công là những người dậy rất sớm. Mình không khuyến khích mấy chị đùm cái mấy chị dậy 5 giờ sáng. Ở đây ai dậy 5 giờ sáng rồi nè. Mình nghĩ Việt Nam thì tương đối cũng khó mấy chị ha. Ở nước ngoài thì tương đối nó khó vậy đó. Nhưng mà cố gắng dậy vào lúc 5 giờ vì một cách rất khoa học mà gì, đó là cái thời điểm tốt nhất để mà mình có thể thức dậy, đầu óc mình sáng suốt hơn. Và sao mấy gì? Thức dậy 5 giờ sáng có dễ không mấy gì? Không dễ tí nào mấy gì. Nhưng mà sao? Đó là cái chiến thắng đầu ngày, tại vì cái chiến thắng đầu ngày nó sẽ là một cái bước, nó sẽ là một cái tiền đề cho những cái chiến thắng khác ở trong ngày. Tự nhiên mấy anh chị dậy được sớm là sao? Mình chiến thắng bản thân mình. Và không phải thức dậy để sớm mấy chị, vì thế giới này không cần những người thi đua nhau dậy 5 giờ sáng. Nhưng mà mình cần mấy anh chị dậy 5 giờ sáng để làm gì mấy chị? Vì trong từ 5 giờ tới 6 giờ nó có những cái điều mình cần phải làm. Tức là mình chia ra là 3 cái 20 phút. Thì tôi có nói một cái câu vậy mấy chị. Nó có một cái sức mạnh, dĩ nhiên là khi mình nói nghị lực, tức là cái sức mạnh mấy chị ha. Con người mình đạt được những cái mình muốn, đạt được những cái điều mà nó không bình thường là tại vì cái nghị lực. Nhưng mà có một câu, có một điều nó lớn hơn nghị lực. Cái đó là cái gì? Có một cái nó lớn hơn cái nghị lực, đó là cái nghi thức. Cũng giống như những người võ sĩ, những lực sĩ điền kinh, những vận động viên thể thao, những vận động viên thế vận hội, người ta có những cái nghi thức về tập luyện. Và chính những cái nghi thức đó mà những giúp cho người ta đạt được cái sự thành công. Thành ra khi sáng dậy vào lúc 5 giờ sáng thì nó có một cái nghi thức. Những người thành công người ta thực hiện như vậy. Và mình học được Robin Sharma. Tức là 20-20-20 mấy chị. 20 phút đầu mấy chị tập thể dục nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là mình sẽ cần tập hơn 20 phút mấy chị. Nhưng mà nó phải trở thành một cái nghi thức. 20 phút đầu là mấy chị tập thể dục, hít đất, đi bộ, chạy tới, chạy lui, vận động, hay là mấy chị tập yoga hay như thế nào đó mấy chị. 20 phút đầu là mình tập. 20 phút thứ nhì mấy chị, mấy chị thay dành thời gian cho chính mình. Mấy chị tìm một cái góc yên lặng, ngồi nghe nhạc. Mấy chị đọc sách. Khi mà cả gia đình, hàng xóm đều đang ngủ, lúc đó mình sống cho mình. Mấy chị có thể ngồi tĩnh tâm hay là thiền hay là một cái hình thức như thế nào đó để mình sống cho mình, vì ban ngày bận rộn mình không có thời gian cho chính mình. Và 20 phút sau, từ 5 giờ 40 cho tới 6 giờ
ngồi xem lại những cái kế hoạch trong cuộc đời của mình, kế hoạch trong năm, kế hoạch trong tháng, kế hoạch trong tuần, một ngày hôm nay mình phải làm 6 giờ mà chị. Trong khi mọi người có thể vẫn còn đang ngủ, mình rất ung dung vì mình biết chắc hôm nay mình sẽ làm gì. Bình thường cái tâm trạng mình là nhận sao mấy chị? Ôi trời, có quá nhiều việc, quá nhiều việc mấy chị ha. Và mình không ghi nổi xuống luôn mấy chị. Có thể một số mấy chị ghi xuống, nhưng mà mình cố gắng mình làm những cái việc khác, làm những cái việc nó cấp bách, và mình bỏ quên những cái việc quan trọng. Mình bị giật dây bởi những cái cấp bách, phải đi đăng ký, phải đi nộp phạt, phải làm cái này, phải làm cái kia, chiều nay phải đi họp với con, không biết chồng mình tối mình đói, không biết ăn cái gì đây. Trong khi những cái quan trọng ấy, cho bản thân mình không tập trung. Thành ra cái 20-20-20 dậy vào lúc 5 giờ sáng, nó phải thành một cái nghi thức mà chị. Nếu mà chị để ý, những người thành công là những người dậy rất sớm. Dậy rất sớm. Trên thế giới này chỉ có một người làm tù không bao giờ dậy sớm, đó là ông Churchill, ông thủ tướng người Anh. Ông dậy và ông làm việc ngay trên giường ngủ, tại vì ông mập, ông phệ, ông hút thuốc xì gà. Ông đó là một cái người thủ tướng kỳ lạ mấy chị. Ông có đầy đủ những cái tật xấu mà mình gọi là xấu. Phần lớn còn lại mấy chị, sếp của mình, cái thời mình làm quả cô hay gì, ông có mặt ở văn phòng vào lúc 3 giờ sáng. Trước đó ông đã chạy quanh một vòng cái, nó gọi là cái campus mà vậy, cái công ty nó giống như một cái campus, một cái khuôn viên trường đại học rất lớn. Còn ông chạy quanh, mình không biết ông chạy bao lâu, nhưng mà ông có mặt. Tuy nhiên là 3 giờ mình không có mặt đó hay gì. Đó là lý do tại sao trước cái ngày trước mình phải thả mấy cái bản báo cáo vào trong phòng của ông, là tại vì 3 giờ sáng mình không có mặt. Những người thành công là những người ta dậy rất sớm. Dĩ nhiên không phải là người ta ngủ thiếu là gì nha, nhưng mà người ta dậy rất sớm vì cái đó là cái chiến thắng bản thân. Dậy sớm không phải là chuyện dễ. Thành ra mình nên, mình đề nghị một số anh chị ở đâu đó ở Hà Nội có thể thành lập một cái câu lạc bộ 5 giờ sáng. Cái niềm vui của mình bây giờ là đi khắp mọi nơi cổ động mấy anh em dậy 5 giờ sáng này nhưng mà sao. Mấy chị biết Thùy Trinh nha, mấy chị biết ngoài nhà Thùy Trinh. Thế Thùy Trinh cái một cái anh rất vui đó, Thùy Trinh luôn luôn khoảng dịp một tuần 10 ngày luôn luôn gửi mình game tin nhắn anh. Em rất cảm ơn anh vì cái vụ 5 giờ sớm, vì kể từ lúc mà em theo cái việc mà dậy 5 giờ sáng, cuộc đời em thay đổi hoàn toàn. Mình nghe rất nhiều anh. Và không dễ mà nhỉ. Nhưng mà nếu mấy anh chị làm 66 ngày, lúc trước thì mình nói là nếu mà làm 21 ngày nó trở thành thói quen mấy chị. Một cách khoa học, một cái trường đại học ở London, người ta khám phá rằng là phải làm 66 ngày thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Thậm chí bây giờ hầu như mình cần đồng hồ nữa mấy chị. Nó đúng 5 giờ cái 10 thì mình mở mắt ra. Và mình ở múi giờ nó khác nhau mấy chị. Nhưng mà đúng giờ mấy chị. Vì nó sẽ trở thành một cái nghi thức. Không phải cái nghi thức tôn giáo mấy chị. Hay là tôn giáo vậy. Nếu mà một số mấy chị công giáo thì mấy chị biết chủ nhật là phải đi nhà thờ. Thật tế ra có ai muốn đi nhà thờ không mấy chị? Không. Chưa chắc. Nhưng mà nó đã trở thành cái nghi thức mấy chị. Và phải đi. Công giáo người ta sức mạnh vì những cái nghi thức mấy chị. Người ta có đôi khi mình rất cần những cái nghi thức. Thế nhỉ ha. Thành ra mấy chị này, đây là những cái mà mấy chị ôn mỗi ngày. Thật ra mình sống rất thông dong vì mình biết mấy chị, mình biết là ngày hôm nay mình phải làm gì. Đại khái một trong những cái đức tính tốt của những người thành công mấy chị là người ta quản lý cái thời gian của người ta rất chặt chẽ. Nếu mấy anh chị biết ngày hôm nay mình phải làm gì mấy chị ha, thì mấy anh chị sẽ không bao giờ bị lôi cuốn vào những chuyện khác. Sáng hôm nay có điều buồn cười đó là dư quả cho mình. Mình nhìn thấy cái số phone lạ mấy chị. Nếu mình nhìn thấy số phone lạ thì sao mấy chị? Mình không bao giờ bắt phone. Ngay sau đó cái tự nhiên mình thấy có một con dư, thì mình bắt phone cái dư nói ngay. Dạ cháu hồi nãy đó, tại vì cháu biết là nếu mà cái số phone này chú không quan thì chú sẽ không bao giờ bắt phone. Đúng không nhỉ? Mình gặp tất cả mấy anh chị, mình nói cái này rất thật mấy anh chị, mình không có nói dối lòng. Mình nói tất cả mấy anh chị, nếu cần gì thì cho mình hay, nếu cần gì thì cho anh hay, nếu cần gì thì cho chú hay. Nhưng mà nếu gọi lại mấy chị, mình sẽ không bắt không. Mấy chị để lại tin nhắn, mấy chị trình bày, vì mình sẽ có cái giờ mà mình nghe những cái tin nhắn đó. Và nếu cái tin nhắn nó quan trọng mình sẽ gọi lại, mình sẽ gọi lại mấy chị.
Nhưng mà không có cái tình cảm là ai gọi là bắt phone mới nhỉ. Không ấy nhỉ. Có nhiều khi bà xã mình nói ô nhưng mà tại vì cái đó nó quan trọng. Nhưng mà quan trọng với người đó chứ không quan trọng với mình không. Nó thành ra những cái lúc mà mình làm việc mà nhỉ, mà chỉ định 90 phút. Thường thường là đừng, khi mà làm gì mà chỉ đừng có để quá 90 phút mà nhỉ. Vì con người mình chỉ tập trung trong cái khoảng thời gian đó. Quá 90 phút mình không tập trung được. Thật ra khi làm cái gì mình mới chỉ tắt điện thoại, tập trung vào làm cho xong 90 phút đó mà chỉ đúng cái đồng hồ mình đứng dậy và mình làm cái khác. Một số người nói đi nè, anh sống quá may mắn, mình nói không. Anh sống kỷ luật, cái còn không quá may mắn. Mình vẫn dành thời gian, nếu mà chị quen mình, Thủy biết mình, mấy chị, mình rất nhẹ nhàng. Mình vẫn còn thì giờ đi chơi, mấy chị không tưởng tượng tới nhà mình vẫn dành chút thời gian cắt cỏ. Vì cái đó là cái thú của mình đó chị. Và mấy chị thấy là mình sống rất nhẹ nhàng. Vì mấy chị biết, mình ưu tiên, mấy chị, mình biết cách ưu tiên cái cuộc đời. Và mình biết ngày hôm đó mình làm cái gì, và mấy chị nói mình làm cái gì khác, mình sẽ không bao giờ mình làm. Và tại vì đã định ngày hôm đó làm cái đó, làm cái đó. Mình sẽ không bao giờ lấy chuyện của mình. Thì mình có ý định rất rõ, tuần, tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm nay, 3 năm nữa, 5 năm nữa. Thậm chí mình nói cái này để cho vui mấy chị. Mình mua khoảng chừng 60 cái cuốn vở tập mấy chị. Và mỗi cuốn tập đó mình ghi năm 2016, năm 2017, năm 2018, năm 2019 mấy chị. 60 năm tới. Cho tới khi mình năm 20 tuổi. Và mình ghi trong mỗi cuốn sổ đó, mỗi năm đó mình sẽ làm cái gì. Nó hơi buồn cười mấy chị ha, mà cả mình cứ cười mình hoài. Nhờ mình biết năm 97 tuổi mình làm cái gì mà. Sinh nhật năm 80 mình sẽ làm gì, mình đã ghi hết xuống đây. Và thỉnh thoảng mình ghi thêm mấy chị, mình hay đi mình sực nhớ cái gì đó. Thì mình sẽ nói trong cái điện thoại của mình là mình về mình ghi ra lại buổi tối, mình về mình ghi ra lại buổi sáng. Vì mình phải thiết kế cuộc đời của mình. Mình phải thiết kế. Vì nếu không thiết kế thì người khác sẽ thiết kế gì? Và cái đó là cái niềm vui mà chị, cái đó là cái động cơ, đó là cái gì đó nó thôi thúc mình mỗi ngày mình làm cái gì đó nó lớn lao mà chị. Thì mình tin rằng cái cuộc đời này quá ngắn. Cái sợ nhất là gì mà chị? Trong cái giờ cuối cùng của ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình hối tiếc mà chị. Thì mình thấy đã thấy một vài cảnh như vậy. Phải chi mà mình sợ nhất cái cảnh đó. Mình nhớ là hình như anh Trần Lập vào giờ phút cuối anh nói với một thầy. Ông thầy hỏi là con muốn gì? Thì Trần Lập nói là con muốn sống. Mình sẽ không bao giờ nói câu. Cái câu đơn giản mà vậy em, chỉ có ba chữ thôi, con muốn sống mà gì. Nhưng mà đừng bao giờ xảy ra cái cảnh đó mà vậy. Ghê lắm mà vậy. Những người, có những người hoàn toàn không sợ chết mà vậy. Và có những người rất sợ chết. Vì rõ ràng người ta biết người ta còn quá nhiều việc để làm mà người ta không làm được cái gì, và đó là lý do người ta sợ chết. Còn nếu mà mình biết chắc cái chuyện gì mình sẽ làm, mình phải làm cái gì đó. Và mình đã làm cái gì thì hoàn toàn mình ung dung trong cái chuyện đó. Thành ra cái sợ nhất của mình, và mấy chị luôn luôn để ý cái điều này mấy chị. Trong cái giờ cuối cùng này, cuối cùng trong cuộc đời của mình, đừng để mình hối tiếc những chuyện. Thật ra phải làm đủ mọi chuyện. Mình nói phải quen không mấy chị. Ngay cả đứa con mình mấy chị 26 tuổi, 24 tuổi, nó tới nó nói bố, con có được cái vé để đi nhảy rồi quả chiếc máy bay con mang nhiều tuần tới. Mình nói, ô vậy hả con, đi đi con. Bà xã mình nói, ơ không được, nhảy máy bay không có dù hả. Đối với mình mấy chị, 11 giờ đêm con mình nói, giờ thưa bố con muốn đi chơi. Mình sẽ nói sao mấy chị, đi đi con. Và bà xã mình lần đầu mấy chị hả, mấy chị biết cha mẹ mấy chị hả, con 11, 12 giờ đêm đi chơi đường mình không cho mấy chị. Nhưng mà đối với mình, con cứ tận hưởng, con cứ làm những cái gì, đừng có bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Đó. Mình khuyên cái con mình làm đủ mọi chuyện, con muốn đừng bỏ qua cái cơ hội, đừng bỏ qua bất cứ cuộc chơi nào. Vì rồi cuối cùng mình sẽ thôi tiếc anh. Thật ra mình chủ trương như vậy, dĩ nhiên là mình có đúng hay sai nó chỉ tùy mỗi người thôi, nhưng mà mình chủ trương. Thành ra đó là một trong những ý nghĩa. Tại vì sao mấy chị, mình hiểu được những cái điều mà mình nói hôm nay. Thành ra ở đây mấy chị, mình mong mấy chị nhớ nhắc giờ, khoảng chừng 5 phút trước 5 giờ mới báo cho nghe về kia. Ở đây là cái bánh xe cuộc đời mấy chị. Mình muốn dành khoảng chừng 20 phút chót tập trung vào cái hình. Cái cuộc đời của mình nó là cái bánh xe. Ở trong đó nó có 8 cái phần này.
nó không có thứ tự 1, 2, 3, 4. Nếu mà mình tính từ đây cho nó dễ mà vậy ha, nó có cái nghề nghiệp, nó có cái tiền, nó có cái sức khỏe, nó có cái gia đình bạn bè, nó có những người yêu thương, nó có cái việc phát triển cá nhân, nó có những cái thú vui giải trí, nó có những tiện nghi trong cuộc sống. Cái vấn đề là mấy chị sẵn sàng cái tờ giấy, nha. Bây giờ mình lấy một cái nữa mấy chị. Vấn đề tài chính. Vấn đề tài chính mấy chị. Để mình chọn người ra. Tuấn. Tuấn ở phía sau. Nghe kia Tuấn. Nói chuyện tự nhiên nha. Muốn nói, không muốn nói thì nói không nói. Nhưng mà anh muốn chọn Tuấn cái. Tuấn là người ở Lào Cai nha. Mình vừa mới gặp cái đây vài ngày rất quý. Bây giờ mình muốn lấy anh Tuấn như một cái ví dụ để cho mấy người thấy. Nói về cái đời sống tài chính của Tuấn. Tuấn có thể diễn tả cái cuộc sống tài chính mà Tuấn mơ ước. Nếu mà nói là thấp nhất là 1, cao nhất là 10, anh muốn Tuấn diễn tả về cái đời sống tài chính mà Tuấn mơ ước ở điểm 10 nó là gì? Nói cho nó đã. Đời sống tài chính ở điểm 10. Thu nhập cao nó rõ bao nhiêu? Rồi. Rồi. Gì nữa? Độc lập về tài chính tức là nói nôm na đó là không cần làm gì nhiều, vẫn không vất vả, nhưng cái số tiền nó ở cái nguồn nào đó nó tới đều. Không, em không phải là phải vất vả. Rồi. Nói về vấn đề tài chính, muốn gì nữa? Điểm 10. Nhiều hơn cái số tiền mình tiêu xài. Ha. Trong cái chi tiêu của em có mức độ rõ ràng. À. Và em cũng như là cái cuộc sống ăn. À. Và ở Việt Nam cho em cái cuộc sống ăn. Rồi. Thêm nữa. Điểm 10. Cái ước mơ về vấn đề tài chính. Công việc trong cuộc sống có nhiều thứ. Ở Việt Nam mình có nhiều cái. Ừ. Mà thấy cưới họ có một khoản riêng. À. Thì được cho người khác. Nói về cái điểm 10, tức là cái điểm mơ ước có những con số nó rõ chút xíu nha. Ví dụ như con cái mình muốn học trường nào, muốn đi đâu, bất cứ chỗ nào sống, mình đều có cái tài khoản tài chính cho con cái. Em đã lo là đấy cho con. Con này em đang đi học bên Việt Nam. Nhưng mà anh muốn nói rõ chút xíu thôi. Tại vì mình ở cái tuổi này khó mình nghĩ tới những giấc mơ với chị ha. Nhưng mà nên có một cái giấc mơ về vấn đề tài chính. Tuấn có thể nói một cái gì đó mà có thể Tuấn sợ hay là Tuấn nghĩ là cái này nó quá cao, không phải. Tuấn cứ nói. Em bây giờ em mong nhất. À. Mà tôi được của em làm sao mà nó đúng mức độ. À. Tức là phải khoảng 2.500 đô. À. Tháng nhà cũng được không cao. 2.500 đô. Một tháng hay một năm? 50 triệu. Một tháng. À. Tức là khoảng bao nhiêu? À, 50 triệu tiền Việt. À, 50 triệu tiền Việt tháng. Rồi. Giờ sao nữa? Và em chỉ muốn là con gái em gọi điện về bố em gửi tiền cho con đi trước đi. À, thì mình gửi ngay công tác mà. Bây giờ con em nó đang làm 8 tháng rồi. Ai muốn giúp gì mình có thể giúp được. 8 tháng nay cũng phải gửi. Mấy chị biết là anh này vẫn còn tính toán cái gì mà. Tại vì mình biết mà chị, cái tâm trạng của mình anh rất hiểu nha. Nhưng mà anh muốn Tuấn đó, hay là một số anh chị nào đó mà chỉ có thể mình nói về cái giấc mơ tài chính của mình. Cái giấc mơ về cái cuộc sống tài chính của mình. Bây giờ tạm thời anh ơi sẽ trở lại với Tuấn sau đi, về cái vấn đề khác. Anh chị nào có thể nói rồi về. À, điểm 10, nói về cái điểm 10 nè. Đây là điểm 1 là gì? Cái điểm 10 nó là cái gì? Cái giấc mơ, một cái đời sống tài chính hoàn hảo nhất của mình. Cái giấc mơ về tài chính hoàn hảo của em, thật nhất em muốn đi đâu, muốn đi tiền. À, không bao giờ thắc mắc về tiền. Muốn mua cái gì cũng không phải thắc mắc về tiền, cái quan trọng là mình có thích hay không thôi. Và con em, bất cứ nó muốn thực hiện một cái ước mơ gì đấy, mẹ cũng không phải nghĩ về tiền. À, có thể giúp nó được, hoặc là đó. Rồi làm ví dụ. À, em luôn nghĩ đến một điều, giả sử một ngày nào đó bác sĩ có nói rằng là mẹ em có một cái căn bệnh và nếu như có 20 tỷ thì mẹ em sẽ sống, còn không có 20 tỷ thì có thể là mẹ em sẽ chết, thì em sẽ có dư cái số tiền để em làm. Và em muốn mua một cái ngôi nhà ở một cái nơi nào đấy mà em cảm thấy nó rất là đẹp, và nó một cái ngôi nhà trong mơ ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới thì em đều có thể mua được hết. Và một cái điều nữa đấy là nếu như em muốn sáng nay em ăn sáng ở Singapore, buổi trưa em
ăn trưa ở một cái nước nào đó vào buổi tối, em đến Paris em uống cà phê ở Tháp Eiffel thì em có thể làm được cái điều đấy. Không phải thắc mắc gì ạ. Rồi, cái gì ạ? Cái gì cái này ạ? Có cái cục pin này, cái này lớn này, cái cục pin là để cho máy này. Cái này rất tốt, này có thể xài sạc mấy ngày làm sao. Để chút xíu nè. Ok, bây giờ Thủy chưa hết Thủy. Anh cho cái cục nó hết, chưa nói một câu gì. Thủy dậy, nói đi. Mấy gì để ý câu hỏi của mình đây nhỉ? Mình vừa nói Thủy diễn tả về cái số 10 này nhỉ? Bây giờ câu hỏi tiếp này. Thủy đang ở số mấy? Em ở số 3. Hôm nay mấy gì ha? Mấy gì quanh cái chỗ này lại và mấy gì tô cái chỗ. Mấy gì nhìn mình mấy gì? Mấy gì tạm thời vẽ cái vòng tròn chia ra là 8. Mình đang nói về vấn đề tài chính, mình hỏi Thủy đó, nhưng mà một số mấy gì mình đang làm. Diễn tả về cái cuộc sống số 10 mấy gì? Mình đang ở điểm 3. Mình vừa hỏi Thủy nói về cái điểm 10, tức là mình muốn đi đâu. Mình vừa mới hỏi Thủy là Thủy đang ở đâu. Bây giờ cái câu hỏi quan trọng, tại sao chưa là điểm 10? Tại sao Thủy hả? Chưa là điểm 10 bởi vì là em chưa tập trung hết sức vào cái kinh doanh của mình. Cái gì mà nó thực sự tạo ra cái kết quả trong cái kinh doanh của mình. Chưa tập trung hết sức vào nó. Nhưng mà Thủy cũng đã có nhà thuốc, Thủy cũng là cô giáo. Những cái phương tiện như vậy nó không giúp mình đạt được. Nó chỉ giúp em đạt được đến điểm 3 thôi. Điểm 3. Cái mục đích của câu hỏi mà vậy, mình phải biết tại sao mình chưa đạt được. Mình phải biết. Bây giờ câu hỏi quan trọng nhất là gì? Câu thứ tư. Nếu có phải tập trung vào một chuyện để đạt điểm 10 thì cái đó là gì? Nếu phải tập trung vào một việc để đạt được điểm 10 thì là em sẽ giúp cho nhiều người có thể có được cái tự do về tài chính. Cảm ơn. Các chị cho Thủy nào có tay không? Có thể ở đây không? Mình biết mình muốn gì, mình đang ở đâu, tại sao mình chưa đạt được cái này không? Mình phải biết mấy gì hả? Và cái câu quan trọng mấy gì? Và Thủy biết, mọi người đều biết mấy gì? Nếu có phải tập trung vào một chuyện để đạt được điểm 10 thì Thủy sẽ tìm ra cái cách. Bây giờ Tuấn, hỏi hỏi Tuấn tiếp. Cái vấn đề sức khỏe hả Tuấn? Nha, anh em mình nói chuyện về vấn đề sức khỏe thôi. Bây giờ Tuấn diễn tả về cái sức khỏe điểm 10. Tối ưu cái sức khỏe tối ưu mà. Tuấn tính ra là bao nhiêu rồi? 40 mấy hả? 42. Sức khỏe tối ưu mà Tuấn muốn là cái gì, diễn tả thử lên nghe coi. Một con người đầy năng lượng. Của em là lúc mà em đo, mà chỉ số của em lên nó lên khoảng 78.000. Học cầu nói chứ đâu phải có con số mà nhỉ. Rồi gì nữa? Có không thuốc tây. Không thuốc tây. Anh là chỉ góp ý thôi nha. Không thuốc tây, không bia rượu. Không bia rượu, không thuốc lá, không ba cao. Cao đường, cao máu, cao mỡ, không có cao nào. Đi cà phê giống anh nhỉ. Cái gì nữa? Gì nữa? Người đầy năng lượng. Thân hình gọn gàng. Nếu được thì có 6 múi hay là 4 múi rưỡi gì cũng được. Tuổi này của em thì chắc là có 6 múi thì làm sao mà. Không, sao được, nó khó nha. Là nó là muốn sức khỏe tối ưu gì đó là được. Của cái mình muốn mà. Cái mình muốn 4 múi thôi. À, 4 múi thì cũng được. Rồi, gì nữa, gì nữa, gì nữa. Nói nôm na một chữ mà chị, để mình gợi ý thôi. Tại vì mình cũng giống như anh Tuấn vậy đó mình. Mình cũng khó phân biệt về cái mình muốn. Mình muốn mà chị. Mình phải có sức khỏe của một người vận động viên thế vận động. Yeah. 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 Okay. Cái đó là điểm 10 nha. Ok, bây giờ mình nói nè. Câu thứ nhiều là gì mấy chị? Tuấn đang ở điểm mấy? Điểm 7 rồi. Bây giờ 7 là đâu mấy chị? 7 là đây ha. Đây là mình tô vô chỗ này. Thì sức khỏe điểm 7. Câu hỏi kế tiếp là gì? Tại sao chưa là điểm 10? Chưa khác theo với bạn ta. Yeah.
ngủ sớm như vậy, dậy thức đêm như vậy sớm. Còn gì nữa không? Câu hỏi cuối cùng là gì? Nếu có phải tập trung vào một chuyện để đạt được điểm 10 thì đó là cái gì? Còn gì nữa không? Dạ. Ok, mấy anh chị cho anh Thương thật bỏ tay nè. Không đúng không sai nha. Mỗi người mỗi cái ý định mấy anh chị. Hình như cái này là cái cà vàng. Ok. Ok mấy anh chị nè. Đây là cái vấn đề của mình mấy anh chị. Về tiền tài có thể mình đang số 3, sức khỏe mình có thể đang số 7, bạn bè gia đình mình có thể số 5, người thương yêu có thể nhiều, phát triển cá nhân hầu như không có hay là ít mấy gì á. Phú vui giải trí thì làm đầu thắng mặt tối, không bao giờ biết. Tiện nghi cuộc sống thì lưng chừng như này. Cái đó không phải là cái bánh xe mấy gì. Lý do tại sao cuộc đời mình nó không lăn tròn, nó cứ lùm cụp mấy gì á. Nó bước từng bước một, nó bước hai bước, nó bước lùi ba bước này. Mà tại vì cái bánh xe này nó không đơn giản mấy. Cái vấn đề ở đây, nếu mà cả ba đều là ba hết là gì ha, thì cái bánh xe nó sẽ lăn. Nhưng mà nó lăn chậm. Nhưng mà ít nhất là nó lăn. Tại vì nếu giữa thì giữa cho đều mấy vậy. Ở đây mình không có đều. Ở đây là gì mấy vậy? Mình hoàn toàn không có một cái đời sống thăng bằng. Mình mất thăng bằng. Nhưng mà mấy chị không cảm nhận được điều đó. Hình như mình chưa thành công. Một số mấy anh chị đang làm gì đó mà có thể gia đình đang chống đối mình. Vợ chồng không hòa được. Hoặc là mấy anh chị đang làm gì đó nhưng mà sức khỏe không có. Hay là đầu tắt mặt tối mình không bao giờ mình nghỉ dưỡng mà vậy. Mình có thể nói với mấy gì nè. Cái thời gian mà mình nghỉ ngơi nó quan trọng không thua gì thời gian mình làm việc. Khi mấy anh chị tập tạ, cái cơ bắp mình nó phát triển lúc mình nghỉ, không phải lúc mình tập. Thật ra khi mà mình đi gặp mấy huấn luyện viên mấy gì á, người ta bắt mình nghỉ mấy gì. Hôm trước mình nghĩ là mình tuần mình phải tập 5 lần, người ta nói không, anh tập 3 lần của anh phải nghỉ 4 ngày còn lại, vì cái cơ bắp của anh nó phát triển lúc những ngày nghỉ chứ không phải lúc tập mấy gì. Thành ra mình phải nghỉ ngơi mấy gì á, trong cái thời khóa biểu của mình nghỉ rất nhiều mấy gì. Vì những cái lúc mà thông thả nhất là cái lúc mà mình phát triển nhé. Mình có thời gian thông thả mình nghĩ về những điều mình muốn mấy gì. Mình học hỏi thêm, mình nghe nhạc, mình rất mê nhạc mấy gì á. Mình thậm chí bây giờ mình mê nấu ăn, bây giờ là mình đi học nhạc, mình học thổi kèn, saxophone. Mình đang làm, mình đang học thêm về chụp hình, bây giờ tự nhiên mình mê. Chụp hình là gì? Muốn tìm cái đẹp. Có ai chụp hình mà hình đi kiếm cái xấu không hay gì? Để mình luyện cặp mắt mình, chuyên môn đi tìm cái đẹp. Nhìn cái cô này nhưng mà mình tìm ra cái góc, cái cô này đẹp là cái gì mà gì ha. Cho mình để cái máy hình mình chụp. Mình mê đi chụp hình là tại vì mình mê cái đẹp. Và mình làm rất nhiều chuyện khác nó vậy ha. Vì chính những cái việc đó nó giúp cho mình phát triển cái bản thân mình. Và cái bánh xe cuộc đời của mình nó tròn đều. Mấy chị hiểu được lý do tại sao mấy chị chưa thành công. Là tại vì bánh xe của mấy chị nó không tròn. Không tròn. Nếu nó điểm cao hết nó vậy ha, thì mấy anh chị sẽ lăn nhanh hơn. Mấy anh chị đạt được cái kết quả nhiều hơn, cao hơn. Mình có thể nói với mấy chị, nếu không có sức khỏe đừng hòng làm bất cứ chuyện gì. Có câu ai nói vậy? Cái giường đắt nhất mấy chị hả? Cái giường của nó. Cũng giống như những cái đời sống trong gia đình mà. Hay là vấn đề tài chính mấy chị hả? Mấy anh chị có mong là ngày mình nằm xuống, mình nằm trong nghĩa địa, và trên mộ bia của mình là nơi đây là nơi yên nghỉ của một người giàu nhất nghĩa địa này không? Chắc chắn là không. Nó nhiều lắm mà gì hả? Nó có những cái khía cạnh về vấn đề tâm linh, về vấn đề nội tâm, về vấn nó nhiều cái cuộc đời của mình, nó nhiều cái yếu tố mà gì? Nó là một cái bánh xe. Mình kêu nó là cái bánh xe cuộc đời. Thành ra cái vấn đề hôm nay mới vậy nè. Mình hy vọng là mấy anh chị ra về buổi hôm nay đấy, cố gắng làm sao có một cái đời sống nó thăng bằng. Không phải chậm hay nhanh, cái vấn đề là giữ gì mấy anh chị? Thăng bằng.
ai cũng muốn làm tiền nhanh, ai cũng muốn thành công nhanh. À, nhanh chậm nó không thành vấn đề. Cái vấn đề là nó thăng bằng thì nó sẽ tiến về phía trước mấy chị nha. Còn nếu không thì nó sẽ dậm chân tại chỗ. Hay là mấy chị đạt được cái sự thành công nhưng mà nó hoàn toàn nó vô nghĩa mấy chị. Vì có thể người thân của mình không còn, có thể mình kiệt sức, có thể bạn bè không ai muốn gần mình, có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn là bạn bè, và hầu như những cái thú vui trong cuộc sống mình không biết gì hết. Để rồi ngày cuối cùng mình đã chứng kiến một người rất giàu anh chị ha, trước khi ông ta ra qua đời, ông ta mới kêu con cái lại và ông ta nói là điều mà cha muốn trăn trối cho các con, và cho tới giờ phút này cha mới thấy ý nghĩa rằng tất cả những cố gắng của cha trong suốt bao nhiêu năm về cái sự nghiệp nó vô nghĩa, là tại vì cha sống một cái cuộc đời hoàn toàn không đáng sợ. Các con hãy đi theo cái đam mê của mình, đeo đuổi, đi theo cái tiếng gọi của con tim, và mình đeo đuổi những cái giấc mơ của mình. Con hãy làm tất cả những gì mà con muốn, chứ không phải vấn đề tiền. Mình hay bị cái vụ đó, mình đang sống trong một thời đại mà mình quá bị thôi thúc mà mình quên nó vậy nha. Tức là cái nghĩa vụ của mình, mà đồng thời cái cuộc đời của mình nó là một cái bánh xe đó. Chỉ khi mà mấy anh chị có được một cái sự thông dong, một cái sự an lạc, cái sự bình an, thì mấy anh chị sẽ tiến rất nhanh. Mấy anh chị sẽ rất nhẹ nhàng. Phải nói mà gì ha, mình rất thích cái câu này của một cái bác, mình kêu bằng anh ấy, ở Hà Nội. Người ta nói đi nè, cái kinh doanh mà mình đang làm, anh ta nói là cái kinh doanh hay là bất cứ gì nó nhẹ nhàng như cái hơi thở. Rồi mình nghe câu đó mình làm cái gì, thứ nhất là chưa ai đưa về nói là nhẹ nhàng như thế. Mình nói như hơi thở có nghĩa là gì anh? Hơi thở có nghĩa là em chỉ thở vào khi em có thể hít vào khi em thở ra. Và mình đang nhớ là mình đang ngồi ở gần một cái chỗ câu lạc bộ giảm võ, ở cái chỗ trung tâm giảm võ vậy, và mình xuống nhìn xuống đường thì có ông tài xế tắt em một con lái xe xích lô, không phải xe ôm, xin lỗi trước, nhưng mà vậy người ta đang đứng đi tiểu và câu cây, thì ông câu cây sống được mà nhờ nước tiểu, mà rồi cây đó nó tỏa ra không khí oxygen, mình hít vào, đó là cái quy luật của trời đó. Và ông ta ngồi, ông ta nói về những cái nhận, những cái cho nhận, và mình cảm nhận cả một cái triết lý buổi trưa hôm đó mà vậy. Và mình có thể nói đó là một cái buổi trưa mà nó thay đổi có khá nhiều những cái quan điểm của mình. Mình chỉ thở ra, và trên nguyên tắc mấy vậy nha, mấy chị phải thở ra nhiều hơn hít vào. Ví dụ như hít vào là 1, 2, 3, 4, 5, thì mấy chị phải thở ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hắt ra mình, rồi đầu hít vào, thở ra nó nhiều hơn hít vào thì nó mới đúng rồi. Thành ra đó là nguyên tắc ở trong cuộc đời. Mình cho thì mình sẽ nhận. Cái đó là cái nguyên tắc mình. Thành ra kinh doanh nó phải nhẹ nhàng như hơi thở, và mình thấu hiểu cái câu đó. Thành ra trong bất kỳ kinh doanh gì mấy chị đang làm, mấy chị sẽ đạt được cái sự thành công nếu mấy chị ứng dụng. Vì đó là cái nguyên tắc như vậy. Tôn giáo nào cũng nói về cái chuyện đó. Nhưng mà liệu cái việc của mình làm là sao? Thật ra đối với mình á, mình phải nói thật với một số mấy chị mà làm nuôi xin, mình không thích cái từ là danh sách những người ứng viên tiềm năng, hay là tiếng Anh nó gọi là prospect list mà vậy. Mình rất ghét cái chữ đó. Thiệt ra đó, mỗi ngày đó, mình quan niệm là mình đi ra ngoài gặp bạn bè, thấu hiểu mình, nên dành chút thời gian tìm hiểu, thấu hiểu người đối diện. Thứ nhất là gì? Thứ hai, tìm hiểu qua thứ người ta đang quan tâm về cái gì. Và cái thứ ba, giúp người ta ngay tại chỗ. Mấy anh chị sẽ thấy là cái đời sống của mấy anh chị nó khác hẳn. Nó sẽ giúp cho vấn đề kinh doanh của mình. Vì cái sống sướng nhất là sống như ngân hàng, anh chị. Cho người ta vay, cho người khác mắc nợ mình. Thường mình ra đường mình mắc nợ người khác không? Và cái sống đó là cái sống sướng. Vì nếu mà anh chị làm ba điều đó thì điều thứ tư nó sẽ xảy ra, và đó là cái điều huyền diệu nó sẽ xảy ra cho mấy anh chị trong bất kỳ nghề nghiệp gì mấy anh chị làm. Cái đó là cái mình học được trong cái quá trình kinh doanh của mình. Mình giúp một số người, và chính người đó là người mang lại khách hàng cho mình nhiều nhất.
thì có thể mình giúp người ta trước vô điều kiện. Hiện nay mình đang trong một thời đại mà mình luôn luôn đi ra ngoài với một cái tiêu chí là mình đang đi tìm một con mồi. Ai sẽ là mồi của mình hôm nay? Thì rõ ràng nhìn mặt mấy chị là người ta chạy ngay mấy chị. Là tại vì mấy chị xuất hiện với một người thợ săn xúc lông lông trên tay mấy chị á, bay bỏ vào cái chỗ bóp cò thì người ta chạy mấy chị. Nhưng mà nếu mấy anh chị dậy hôm nay, ngày mai mấy anh chị với cái tâm thế là hôm nay ai là người may mắn gặp mình để mà mình cho cái món quà này, đây là món quà của mình, ai là người mình thì nó khác ngay mấy anh chị. Mấy anh chị gặp mình với cái tư thế là à, tôi cho có món quà tôi tặng anh, tức là tôi qua thì anh cần cái gì tôi giúp vậy thôi. Anh cần nhà tôi có quen với người kia có phòng trống cho anh, cho anh luôn. Hay là anh cần làm kinh doanh gì đó, ok để tôi giới thiệu một cái đối tác gì đó để anh có thể làm việc với nhau. Nếu mấy anh chị làm những chuyện đó thì mấy anh chị sẽ thấy cái đời sống của mình nó khác hẳn. Người ta sẽ hỏi mấy anh chị đang làm gì, và có thể người ta không cần mấy anh chị nhắc, người ta sẽ giúp cho mấy anh chị. Anh biết anh chị đang làm cái gì. Anh chị có sản phẩm hay quá hả, giờ mua sao vậy? Mình gặp cảnh nó thương xíu. Mình không có hỏi anh đi có chiêu gì, mình không có chiêu gì, mình là vô chiêu. Bây giờ ai có thể đánh mình cũng khó lắm anh chị, là tại vì mình không có chiêu nào hết. Mình không có chiêu nào hết anh chị. Mình sống thuộc những cái nguyên tắc như vậy để cho anh chị thấy. Mình không có thời gian gì mà chị, nhưng mà những cái thói quen anh chị nên thay đổi một vài cái thói quen. Có thể là một, hai cái thói quen gì đó thôi. Mình chỉ tập trung thay đổi một vài cái thói quen. Hoàn thiện bản thân anh chị. Việt Nam mình có câu tu thân tề gia kỷ phúc mình thiên hạ, nó bắt đầu từ tu. Khi mình thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi. Tương lai chỉ thay đổi khi mình thay đổi. Đừng lo thay đổi thế giới. Đừng lo thay đổi ông hàng xóm. Đừng lo thay đổi người khác. Một số mấy chị đang bực dọc vì ông chồng mình có những cái thói xấu. Và tại sao ông không thay đổi? Mấy anh đang có vợ, đang có một vài ý, đang có cái tính tình như thế nào đó. Mình đề nghị với mấy anh chị. Khi mấy anh chị thay đổi thì người ấy sẽ thay đổi. Mấy chị tin điều đó mà? Ôi cha, mình chứng kiến mỗi ngày mấy chị. Mấy anh chị thay đổi thì tự nhiên người khác. Có cũng giống như một số kinh doanh của một số mấy anh chị đang làm luôn. Nếu mấy anh chị thay đổi mấy chị, thì bà con bạn bè mình người ta thấy mà người ta khác ngay. Lý do tại sao mình hay có câu là buộc nhà không thêm mấy chị, vì mình chẳng hầu như không thay đổi gì. Tại nên người nhà xong người ta tin nổi là gì? Mình phải thay đổi. Mấy chị đừng có lo làm demo cho người khác nha. Người cần làm demo nhất là chính mình này, làm trước đi. Mình thay đổi mà chị. Chỉ có khi mình thay đổi thôi, những cái kinh doanh của mình không có khác được. Mình chỉ mong người khác thay đổi mà chị. Mình luôn luôn làm như vậy. Anh vậy ha. Thật ra một vài cái điều như vậy đó mình muốn chia sẻ với mấy chị. Hết giờ. Quá nhạc lắm chứ. Đuổi sớm vậy. Mình mong là hôm nay đó, mặc dù có 3 tiếng đấy, nhưng mà mình hy vọng là sẽ có một số mấy anh chị có một cái tác động như thế nào. Trước khi ra về mấy anh chị, mình đề nghị với mấy anh chị nên chọn 2 hay 3 người. Và có thể là không quen mấy anh chị nha, mấy anh chị có thể nán lại khoảng chừng 5-10 phút nữa. Mấy anh chị nên lập một cái nhóm nhỏ này, tới 2-3 người. Nhưng mà có cái cam kết là trong vòng 90 ngày tới mình sẽ thay đổi một vài chuyện. 90 ngày thôi mấy anh chị, mình tin rằng 90 ngày mình có thể thay đổi cuộc đời của mình. Trong vòng 90 ngày mình có thể xoay đổi tình thế, mình có thể xoay ngược cái ván cờ, mình có thể thay đổi hoàn toàn trong vòng 90 ngày. Cái vấn đề là nếu mà mình nói với mình không làm thì chẳng ai nói gì mình mấy anh chị ạ. Thế nên mình nên cam kết với một người bạn nào đó của mình ấy. Mỗi tuần gọi nhau lần đây. Mỗi tuần gọi nhau lần mấy anh chị ạ. Sao? Tuần tới làm cái gì? Tuần tới anh có ý định làm cái gì? Rồi đúng tuần sau mấy chị làm hai việc. Sao? Mấy tuần vừa hứa vừa rồi đó, đã làm được cái gì? Rồi sao mấy chị ạ? Tuần tới làm cái gì? Chỉ làm chuyện đơn giản như vậy thôi mấy chị. Mấy chị sẽ thấy được cái sự khác biệt rất nhiều. Và mỗi tối chủ nhật vào lúc 21 giờ đêm mấy chị ạ, mình có cái chương trình webinar kiến tạo cuộc đời ngoại hạng. Ngoại hạng ở đây không phải là mình tự cao, tự kêu, mình hơn người khác mấy chị. Mình sống tận dụng hết cái khả năng của mình, đó là cái cuộc sống ngoại hạng. Thật ra nó nằm ở trong một cái ý nghĩa mà gì? Mình phải thiết kế cuộc đời của mình và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm tương lai của mình, không ai khác nữa. Mình tin rằng
để thành công anh chị, nó chỉ có ba bước. Mình nát thêm một bài thuốc anh chị, mình muốn dành cái câu này sau cùng này. Mình hỏi người thầy của mình là trong lúc mà mình nôn nóng mình thành công, mình chưa đạt được cái sự thành công anh chị, mình hỏi người thầy của mình là anh này, thành công nó có yếu tố may mắn người ta nói không? Muốn thành công bất kỳ chuyện gì trong đời nó chỉ có ba bước thôi. Thứ nhất nhắm, thứ hai sẵn sàng, thứ ba bóp cò. Phần lớn là gì? Mình không nhắm, mình nhào vào là mình bắn từ phải sang trái. Chẳng sẵn sàng là gì hết. Hay có rất nhiều người mà gì, nhắm hết năm này qua năm nọ, sẵn sàng đủ mọi chuyện, không bóp cò nổi. Vì có thể không tự tin, hay là có thể chờ cho đi nhắm, nhắm hoàn hảo thì mới dám bóp cò mấy chị. Vì sợ bóp cò cái bắn lộn hàng xóm. Thế thắm mấy chị đơn giản mấy chị, nhắm tới là sao mấy chị? Mình biết rõ mục tiêu của mình. Sẵn sàng là gì mấy chị? Mình biết làm cái gì để đạt được cái mục tiêu mấy chị. Một số mấy anh chị muốn đi Dubai, mục tiêu là gì? Mình cho một số mấy anh chị làm đơn lương chi. Trở thành sao? Trước ngày mấy? 18. Ba mươi tháng tám, à, đó bước ra 32 là nhắm mà gì á, sẵn sàng. Cái điều kiện để đạt được cái đó là cái gì? Đó, nhớ tóc. Rồi bây giờ hành động. Một hai ba mỗi ngày mấy gì? Chừng nào làm? Luôn. Ngày tốt nhất để làm cái đó là ngày hôm qua. Ôi, có gì đâu mấy gì hả? Nó đâu khó mấy gì? Nó dễ không mấy gì? Hả? Chắc chắn lý do tại sao nó không dễ, tại vì mình không chiến thắng được chính mình chứ không ai cả. Nếu mà mình nhắm, sẵn sàng và hành động mỗi ngày thì chắc chắn mình sẽ đạt được cái giấc mơ của mình. Chúc mọi người thành công. Cảm ơn.